Kính chào quý thính giả đã trở lại kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể. Quý thính giả nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Có một cái vài nhiều bạn hỏi là cái kênh Chuyện Ma sáng tác sao không phát. Thì Bảo trả lời luôn, cũng bận công việc các bạn, thì chắc là chỉ phát được vào tuần sau thôi, nên mọi người thông cảm nha. Còn về cái bộ truyện vừa rồi đó, kể về những cái chuyện xa xưa, thì Bảo thấy là mọi người rất là thích, cho nên là Bảo quyết định chọn ra một cái tập truyện xa xưa nữa để mà kể. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng được nghe câu chuyện xa xưa của ông Năm Bình. Câu chuyện này ông cũng kể là nghe người lớn kể lại thôi. Thì câu chuyện này nó xảy ra cũng lâu, và vào cái thời điểm đó thì có một cái gia đình này thì Bảo tạm gọi là gia đình của ông bà Hai. Ông bà Hai này có hai người con, một người con trai và một người con gái. Cái người đặc biệt á là cái chị Út thì Bảo không nói đi, đặc biệt là người con trai này nè. Cái anh này anh tên là Bối. Anh này anh có một cái khiến cho bà con người ta không ai hiểu nổi các bạn. Người ta chỉ có thể dùng được cái từ là ma đưa lối, quỷ dẫn đường để diễn tả về cái anh tên Bối này thôi. Thì ở trong xóm á, cái lúc đó có cái nhà của chú Hai Cường. Thì cái chú Hai Cường này có một cái người anh, xin lỗi các bạn, là một người em đó. Người cái em này Bảo sẽ gọi là chú Ba ha. Thì giữa chú Hai và chú Ba thì hai bên gia đình có mâu thuẫn với nhau về cái phần tranh chấp về cái tài sản đó. Nhà có hai anh em mà cái người em Út thì mất từ hồi nhỏ rồi. Thì giữa hai bên tranh chấp này nọ thì sớm giờ người ta cũng biết vậy thôi, chứ cũng không có rành và biết được cái nguyên do làm sao thì cởi trong gia đình người ta tự tính. Một cái hôm đó vào cái buổi tối, chú Cường này mới kêu chú Ba qua, trong đó có một cái người lớn tuổi nữa, Bảo gọi là ông Cồ đi, để mà bàn luận, để coi thống nhất làm sao, chứ để mà anh em cự cãi hoài vậy cũng không tốt. Thì mọi người đang ở trong nhà bắt đầu bàn luận về cái vấn đề đó. Nói chung thì mỗi bên đều có một quan điểm chưa đến đâu cả. Bất ngờ thì khoảng gần 9 giờ tối đó, thì tự động cái anh Bối này đi tới. Anh đi ngay vô nhà, rồi anh đứng trước cửa nhà đó nha. Anh chắp cái tay sau đít, mà cái tuổi đời của anh Bối lúc đó là chỉ có khoảng là 17 tuổi thôi, cũng rất là trẻ. Anh mới chắp tay sau đít, mà hồi đó tới bây giờ người ta biết anh Bối này là mỗi khi mà anh lợi nhà ai á, mặt mày anh nghiêm túc, đồ anh dòm này nói cái kia là hầu như gần như nó đúng. Mà anh đâu phải thầy bà gì đâu, gia đình ảnh ông bà Hai cũng chưa từng là thầy bà, không có một cái người nào làm theo cái người thầy pháp thầy bùa hết. Vậy mà sao cái anh này anh kỳ lắm đó. Thì thấy anh đứng như vậy đi, khi mà anh đứng như vậy thì mọi người trong nhà, lớp nào vợ của chú Ba, vợ của chú Hai, rồi ông Cồ, rồi một hai cái người cũng cô bác gì đó, người ta dòm ra ngoài, tự nhiên cái mặt mày người nào người nấy xanh, kiểu họ sợ các bạn. Cái cảm giác gì đó nó kỳ lắm. Anh Bối mới chỉ vô trong nhà đó, anh nói mấy người bạn gì nữa ở bàn, ông đứng ông khóc ngoài đó kìa. Tự nhiên anh nói là ông đứng ông khóc ở ngoài đó kìa. Mà ai đứng ngoài đó khóc? Ông Cổ mới hỏi, ông nói Bối con nói gì vậy Bối? Ai ở ngoài đứng khóc mà con nói như vậy? Ông kìa, ông bắt Năm ông đứng khóc kìa. Là ba ruột của chú Hai Cường và chú Ba đó các bạn. Ông Cổ hỏi nữa, ông nói vậy mày nói là chú bác Năm nào? Bác Năm là ba của hai thằng này hả? Chứ ai đứng đó khóc kìa. Thì nói xong dứt tiếng quay mặt bỏ về, kêu lại cũng không ghé lại luôn. Nào giờ thì biết anh Bối anh hay nói mấy cái chuyện trên trời rơi xuống lắm, mà nói thì nó gần như là nó trúng. Ông Cồ ông mới nói hai đứa bay thấy chưa, hai đứa bay á, anh em ruột mà không nương tựa nhau, rồi nghĩ không đồng không điều, rồi cứ cự cãi nhau hoài, tía bay á khóc ngoài đó kìa. Chú Cường
và chú ba, hai người là đang cái sự mâu thuẫn trong lòng là đang bức rứt mà đang khó chịu, tự động cái lỗi nói vậy cái nên không có tin, mới cự cãi lại rồi rút vô cuộc cái chuyện đó cũng không có đi về đâu. Thì ba ngày sau ở trong nhà của chú Cường á, thì vợ của chú Cường là dâu mà thím mới làm những cái công việc bếp núc thường ngày mà bà Năm rồi bà mắc rồi bắt trước ông Năm lận. Bữa đó thì có thím ở nhà có mình ở hình vậy đó, cái đâu khoảng chừng là 11 giờ mấy gần 12 giờ trưa á nghe, cơm nước đồ cũng xong hết trơn rồi, ăn uống đồ trơn rồi, chồng mình đi công chuyện với lại bồng con theo, thím ở nhà mình cũng không có làm gì nên thím nằm ngủ, thím ngủ trên cái giường ở trong nhà á mà giống như chị bàn thờ xéo xuống vậy đó các bạn. Đang nằm ngủ ngon lành thím mới bị kêu, kêu là vợ thằng hai, mà cái nhà này là cái nhà tự đường nha các bạn, chú hai không ở, mới kêu là mày ơi mày ơi mày, kêu mấy tiếng vậy. Thím mới giật mình đi, bật ngồi dậy dòm trước dòm sau thì không có thấy ai. Ban đầu còn nghĩ là cái người nào ở ngoài kêu mình, mà sao giờ không có thấy. Thím lờm cờm ngồi dậy, đi ra phía sau để dòm coi là nhầm khi chồng mình dời hay sao. Trong nhà bây giờ dòm kỹ cỡ nào cũng có mình ên à, mà tự động thím cảm giác như nó ớn lạnh, như có ai đứng sau lưng mình á. Thím thấy vậy thôi không ngủ nữa, định đi ra bên ngoài, chưa kịp đi ra bên ngoài lại nghe tiếp cái tiếng nói á, mày ở mày, mày cho tao mượn cái xác một chút. Ông nói là mày ơi mày cho tao mượn cái xác một chút. Vừa nói dứt tiếng cả người của thím mới rùng mình lên vậy, cái bắt đầu cái hết biết rồi. Là lúc đó ông Năm mới nhập vô. Ông nhập vô, ông mới ông không có đi ra ngoài đường nghe, ông nhập vô cái xác rồi mới đứng ngoài đây nè ông đợi. Ông đợi làm như có ai đi ngang á, cái người hàng xóm nào ông mới kêu. Thì cái người hàng xóm này bảo tạm gọi là bác Tư đi. Nó thì cái ông bác Tư đó ông đi ngang kiểu mà ông đi đồng về ông đi ngang vậy thôi. Mới kêu lại. Kêu Tư ơi Tư, mày vô đây tao biểu cô Tư. Mà cái giọng nói của thím bây giờ nó lớn lớn lời lợi nha, không có riêng về cái giọng nói thường ngày của thím. Ông bác Tư này ông quay mặt lại thì ông gặp thím. Ủa sao nhỏ này bữa nay nó kêu mình gì kỳ cục vậy trời. Ông mới quay lại mà ông chưa trả lời. Thì thím mới đưa tay thím quát. Mày vô đây coi thằng Tư. Nghe cái giọng kỳ cục lắm nha. Bác Tư này mới ủa gì kỳ ra. Ủa sao mà giai giới thím là nhỏ hơn tôi mà sao thím kêu tôi bằng mày. Tao nè mày ơi, tao nè. Bác Tư tự nhiên nghe ra cái âm thanh này không có giống như cái giọng của thím hằng ngày. Bác có thấy kỳ lạ đi. Thì đồng cái lúc đó có hai ba người ở phía sau đi tới đó. Bác Tư ổng quát lại ổng kêu. Ổng nói mấy anh nghe thử coi cái giọng nói này sao mà sao không giống như cái giọng nói của vợ hai. Thì hai người này rồi ba người này người ta mới lợi. Lúc này thím mới đi vô nhà rồi, vô trong nhà ngồi. Cái mọi người mới đi tới cái sân. Nhìn vô trong nhà hỏi là hồi nãy thím kêu tôi phải không? Tao nè, thím nào ở đây? Tao kêu mày nè. Thấy lạ rồi. Cho nên cả nhóm đâu 4 5 người mới đi vô thì cuối cùng mới phát hiện ra là ông Năm ông nhập vô. Ông nhập vô mà ông nhờ. Ông nói bây giờ mày đi ra mày kêu thằng hai với vợ chồng thằng ba qua đây. Cái lúc đó mới chạy đi kêu. Mà chú hai thì chú về trễ hơn, chú ba là có mặt rồi. Thì lúc đó phát hiện chắc chắn 100% là ông nhập vô à. Bởi vì ông nói những cái điều mà bên nhà của chú ba chỉ có vợ chồng biết thôi, chứ đâu có phải cái người khác biết đâu. Khi mà nói xong những cái điều đó đó, mọi người mới giật mình. Rồi lúc đó chú hai ông cũng về. Ông về tới nhà, ông Năm ông la ông rầy. Ông nói bay làm cho tao á, chịu không có nổi. Tao không có đi được, ở đây cứ gặp nghe hai tụi bay á, cự cãi nhau hoài. Mỗi lần tao chết đột ngột, tao chưa có chia thì anh em bay chia điệu nhau sống. Làm gì mà thằng nào cũng đòi bằng hơn. Mọi người im phăng phắc để nghe coi là ông Năm nói cái gì. Ông nói xong cái kiểu giống như ông xúc động á, ông nghiêm mặt lại, ông không nói nữa. Không khí yên tĩnh, không có một tiếng nói nào cả.
bất ngờ một cái giọng nói từ bên ngoài phát vô, nhưng mà cái giọng nói này là cười nha. Tao nói cười ha 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 lên của anh bói với các bạn. Anh bói anh cười anh chỉ vô. Anh nói ông già này nè, tối ngày khóc khóc khóc, vợ nhập vô con cái cũng khóc. Mà lạ một điều quá nha các bạn, anh nói xong cái anh quay mặt bỏ đi hả. Còn ở trong nhà thì ông Năm á, cái xác của con dâu ổng, nhưng mà ổng chỉ ra ổng nói, ổng nói thằng này nè nghe, ổng dặn mấy đứa con ổng á là máy bay á nghe, mai mốt á đừng có cãi nó hay làm gì cho nó ghét. Ông chỉ nói vậy thôi chứ không có nói nhiều. Mà ổng nói là bữa đó nó thấy tao khóc, nhưng mà tao nói chuyện với nó không được, tao không dám đứng gần nó. Đó thì trải qua cái chuyện của ông Năm, tuy là cái chuyện nói chung chỉ thoáng qua cái vấn đề chính thôi, nhưng mà chúng ta đã biết được là anh bói này á, cái mạng số của ảnh vô cùng đặc biệt. Bởi vì đã từng ông bà hai đã từng đi kêu thầy về coi cho ảnh, mà con không có ra, nó anh bình thường hà, nó không có gì lạ hết trơn á. À, thì cái chuyện đó là cái chuyện gia đình người ta nghe, mà anh lại nghe và anh biết anh thấy, rồi anh tự động qua anh nói vậy đó. Không biết là xui khiến anh sao mà anh qua anh thấy được vậy anh nói. Bây giờ tâm linh mà các bạn, phải là thí dụ như ông Năm đi, ông thấy là anh bói này anh thấy được mình mới đi qua, rồi khiến cái gì đó để anh bói đi qua, nhờ anh bói nói giùm với con cái ổng, thì nó lại khác. Còn đằng này là ông Năm không hề kêu, không hề khiến hay là dùng bất cứ một cái biện pháp nào cả, anh bói đó tự động lại có thể đi qua được nhà của ông Năm, thì chứng minh rằng có một cái gì đó nó khiến cho anh trước cả ông Năm. Mà dẫu sao thì cái việc này nó xảy ra rồi, cái kết cục của nó cũng là tốt, vì nhờ có cái điều đó mà ông Năm ông nhập xác con dâu về để nói cho hai đứa con của mình là không có đứa nào tranh giành cả, thì cuối cùng cái sự việc nó cũng được giải quyết một cách êm đẹp, thì coi như là một cái điều tốt rồi. Bà con ở đây người ta cũng không có bận tâm nhiều, kệ nó vậy, nhưng mà dẫu sao nó vẫn giúp được mà. Chỉ có cái là người ta hơi ngại ngại khi ông Năm dông hồn ông nói rằng là mấy đứa con làm gì làm, đừng làm cho nó ghét. Trải qua đâu cũng vài tháng sau nó lại tiếp tục xảy ra chuyện, thì cái chuyện này nó lại đối lập với cái chuyện nhà ông Năm. Thay vì nhà ông Năm là một cái sự việc tranh chấp tài sản rồi nó xảy ra cái vấn đề đó, còn ở bên đây là sự việc của một cái gia đình người ta ấm cúng vui vẻ đàng hoàng, người trong xóm người nào cũng quý hết trơn á. Gia đình này được gọi là gia đình của ông bà Sáu Nhơn. Thì ông bà Sáu Nhơn có duy nhất một người con trai, mà cái người con trai này lại hiếu thảo, lớn lên siêng năng làm việc, gia đình rất là khá giả, rồi cưới về một người vợ rất là hiền. Thì chú thím hai sinh ra được hai đứa con, một bé trai một bé gái rất là kháu khỉnh, mỗi bé là 4 năm, bé lớn là 5 tuổi, bé gái là 4 tuổi. Cuộc sống ta đầm ấm vui vẻ hạnh phúc như vậy. Thì cái hôm đó đó, gia đình đang kiểu như là không có việc làm á các bạn, rồi ăn cơm buổi chiều xong rồi họ mới ra trước sân nhà họ, ngồi gần một cái cây mà người ta kêu là cái cây lê kima. Thì cái ngồi lên một cái chõng, gia đình quắn quýt bên nhau ngồi nói chuyện, nhờ hai đứa nhỏ nó ngồi chơi như vậy. Thì cái anh bói này anh tự ngoài anh đi ngang, anh mới đi ngay vô trong nhà. Mà các bạn biết anh bói bình thường anh không lỡ nhà người ta đâu, mỗi khi mà anh đi là gần như là có chuyện. Anh đi mà anh đi sắm với nhà nào mặt mày anh nghiêm túc lại là người ta sợ. Thì ông bà Sáu có thấy anh đi sắm vô cũng không biết là cái chuyện gì, anh mới đi ngay rồi anh đi mới đi tới cái chỗ của ông bà Sáu ngồi. Thì ông bà Sáu và chú thím hai kiểu như cũng chào, nói bói con đi đâu vậy bói, bói em đi đâu vậy bói, thì không hề trả lời nghe, cũng không thèm dòm luôn, đi ngay vô chỉ mặt cái đứa con trai 5 tuổi á, chỉ mặt cái đứa nhỏ 5 tuổi, nói đưa cái tay chỉ vô cái mặt nó mà quay mặt lại dòm ông bà Sáu nói. Hồi nãy ông bà Sáu hỏi không trả lời không dòm, mà bây giờ lại đi ngay vô cho ông chỉ cái đứa con bé trai rồi quay mặt lại dòm ông bà Sáu, dòm chú thím hai nói như vậy nè, coi dọn chỗ đi. Ủa bói, mày nói gì vậy bói, dọn chỗ là sao con?
dọn chỗ sau hè đó, coi cái chỗ nào á là chuẩn bị chôn nhỏ này nghe. Trời đất ơi, tự nhiên nói câu đó rồi gia đình xanh mặt mày hết trơn á. Ông Sáu ông mới đi ngay lợn nói, bói có cái gì con thấy cái gì con nói cho ông Sáu nghe. Chứ sao mà con nói vậy? Nếu như mà gặp những trường hợp bình thường ngoài đời khác thì người ta sẽ chửi à. Cái này là chùẻo con cháu người ta. Nhưng mà với anh bói thì ông Sáu không có nói. Ông chỉ lợi ông hỏi là con ơi con cái vụ gì con nói cho ông Sáu nghe để ông Sáu biết và ông báo xử lý, con thương gia đình ông Sáu. Thì ông mới gật cái tay ra. Anh bói anh gật cái tay ông Sáu ra. Anh không có nói thêm một cái gì hết trơn á, anh nói là thì tôi nói với ông rồi vậy đó, coi đào cái lỗ sẵn đi, mai mốt chôn nó, để mất công tới đó là lu bu. Nói xong cái ngoe ngoảy đi dời. Chú hai này ông cũng tức. Ông nói là thằng này thì bình thường nó cũng bình thường hà. Chỉ có lâu lâu cái nó làm mấy cái vụ như vậy, rồi có khi nào nó lợi dụng cái điều đó để mà nó chù ẻo con mình hay không. Cái ông Sáu nắm tay ông lôi lại. Ông không cho chú hai ra đôi co vậy chứ á. Ông nói bây giờ mày công việc gì bỏ hết, mày đi, đi ngay bây giờ. Ông mới kêu chú hai đi mời ông thầy. Mời liền ngay tức khắc luôn mà. Nói nhà của ông Sáu thì có điều kiện. Rồi mới lại kêu ghe này nọ chạy đi. Lên trên đó rồi bắt đầu cái mời cái ông thầy đó về. Ông thầy này được gọi là ông thầy Tam. Đó, thì cái ông thầy Tam này khi mà ông về á các bạn, ông thầy Tam này nổi tiếng trong vùng đó nha, ông cũng giỏi lắm chứ không phải dở đâu. Ông mới về, ông về rồi ông mới lại ông coi cái đứa nhỏ. Thì ông nói không có gì hết trơn. Ông coi rất là kỹ lưỡng nha. Ông dòm cái đứa nhỏ này nó cũng không có cái dấu hiệu bị tâm linh đi theo, nó cũng không có cái vấn đề về cái mạng số của nó là phải chết yểu hay là nó có một cái gì đó khiến cho ông suy nghĩ rằng đứa bé này sẽ gặp nguy hiểm. Ông coi cực kỳ kỹ luôn. Ta nói ông nói là không có gì, với ông Sáu không an tâm. Thì mới giữ ông thầy Tam này lại. Qua một ngày hôm sau, ông bài đàn và ông lập đàn ông cúng. Cái lúc mà ông lập đàn, ông thầy Tam lập đàn ông cúng á, mọi người thì cũng là có người thì hiếu kỳ, có người cũng bà con đi lại để mà coi có cái tình huống nó ra làm sao. Có người lo lắng, cũng có người là muốn biết cái sự việc nó như thế nào. Ông thầy ông mới lên, ông lên đàn, ông mới lập đồ, ông cúng thì ông mới quay xuống, ông nói á, mấy cái người mà cái tuổi đó thì đi về đi, đừng có đứng ở đây. Mà lúc đó thì trời cũng là 10 giờ mấy, gần 11 giờ rồi, ông chỉ mới có sắp mấy cái này cái kia ra thôi. À, thì có những người mang cái tuổi đúng vào cái tuổi kỵ, ví dụ như tuổi Sửu, tuổi Tý gì đó, ông không cho đứng đó, thì phải đi về. Mấy người đó người ta cũng về. Rồi ông mới dặn vậy nè, ông nói là lúc mà tôi lên tôi cúng trên đàn á, bà con phải giữ trật tự, đừng có ai mà lên tiếng nha. Tôi khiển âm á, tức là ông khiển âm binh của ông á các bạn. Thì ông nói rằng là nếu như mà ai lên tiếng này nọ đó thì có gì ông không có chịu trách nhiệm. Thành ra là mặc dù giữa trưa nhưng mà không hề có một tiếng động nào hết. Và đặc biệt một điều nữa, thường ngày á thì sẽ có những con tiếng con chim nó hót, rồi con gà con chó gì đó nó chạy quanh quẩn ở ngoài. Hồi đó mà gia đình nào mà không có nuôi chó đâu, mà nuôi gà đồ rồi đầy rẫy, rồi tiếng chim hót đồ, ta nói là sùm. Mà nó lạ một điều, khi ông lập cái đàn lên đó các bạn thì không hề có một cái tiếng nào hết. Bởi vì sao? Bởi vì âm binh của ổng mà ổng khiển ban ngày mà, thì con chim con vặt con gì mà nó dám ở đó. Im thinh thích luôn. Ổng mới lên trên đàn, mà cái đàn hồi đó người ta làm nó hoành tráng lắm các bạn, chứ không phải đập cái bàn ra để đặt chỗ cây này nọ như mình bây giờ. Hồi đó thì hơi cầu kỳ. Lập cái đàn là dựng lên giống như là một cái sạp sân khấu vậy đó, dữ dằn lắm. Rồi đồ cúng ta nói thôi đi chàng giang đại hải đầy trên đàn hết, bùa này bùa nọ, rồi đồ phúng điếu, xin lỗi các bạn, là ba cái đồ mà về cõi âm á, ví dụ giấy tiền vàng bạc hay là cái này cái nọ đó, tùm lum hết trơn, hình nhân này hình nhân nọ đủ thứ. Ổng mới cầm kiếm ổng múa xong rồi thì ổng mới niệm chú và ổng đọc ra những cái câu chú của ổng. Ổng lấy giấy trong miệng không à, người ta không có nghe rành. Cái nghe cái tiếng cười lên, tao nó cười ha 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 như vậy đó. Thì mọi người mới giật mình quay mặt lại. Và họ dòm lên trên một cái cây. Cái cây đó là cái cây xoài. Thì không biết hồi đời nào anh bối này anh leo lên cây xoài đó, anh ngồi trên đó đó. Anh ngồi anh cừ,
Anh chỉ xuống, anh chỉ xuống cái bàn mà người ta làm lễ các bạn. Ông thầy Tam làm lễ á. Rồi anh chỉ xung quanh, anh cười, anh vỗ tay, bép bép bép, anh cười ha ha vậy. Cái ông Sáu á, ông mới nhờ một cái người đứng kế ổng. Thì cái ông này ông mới lợi, ông kêu Sáu nói vậy nè, ông nói chú lợi chú kêu thằng bối đừng có cười, cho thầy làm lễ. Ông này ông mới đi lợi, ông đứng dưới gốc cây á, ông mới dòm lên. Ông nói bối bối mày lên cây mày coi làm chi, mày xuống đây mày coi với tao nè. Anh mới cười khà khà khà, anh nói nha. Anh nói trời đất ơi, cục tay cục chân cục đầu mà múa dò múa nhảy tùm lum hết trơn kìa. Hồi nãy lúc mà anh cười là người ta để ý cái ông thầy Tam này là không hề quay mặt lại giờ ảnh nha. Vẫn tập trung vào cái việc đọc chú rồi niệm chú này nọ. Nhưng đến khi mà anh nói cái câu đó đó thì ông thầy đã ông giật mình, ông bắt cái ăn ông giữ lại. Rồi sau đó ông quay mặt qua ông dòm. Ông dòm, ta thấy ông dòm lơm lơm anh bói nha. Còn anh bói thì cũng như là anh không sợ gì hết trơn á, anh mới chỉ chỏ tùm lum nó, trời đất ơi nhảy nhót làm gì? Làm sùm lên thì thằng nhỏ nó cũng chôn thôi. Anh nói xong cái anh tuột xuống. Anh tuột xuống đi te về nhà. Đang trong cái lúc lễ, thầy Tam không có ngưng cái lễ được. Ông làm cho xong cái lễ, nhưng mà cái kết quả ông thu lại được á, vẫn không có cái dấu hiệu gì để phát hiện ra là cái đứa bé trai này nó gặp nguy hiểm hết trơn. Không có. Kỳ đời vậy đó. Cũng không bị cái tâm linh nào theo cả. Thầy Tam mới nói với ông Sáu, nào giờ tôi chưa bao giờ tôi gặp cái trường hợp nào mà nó lạ như cái trường hợp này. Con người ta mà sắp chết hay hoặc là có tai nạn gì đó, ít nhiều tôi dòm tôi thấy à nha. Tôi không biết rõ cái tai nạn nó như thế nào, nhưng ít nhiều là tôi dòm vô tôi biết. Nhưng mà tôi làm lễ đủ thứ hết trơn, gần như tôi nói với lại anh Sáu nè, tôi làm gần như là đủ thứ tài năng của nêu bao nhiêu là tôi làm ra hết mà không có kết quả. Cái ông Sáu ông nghe ông thầy nói vậy thì cũng nửa mừng nửa lo. Nửa mừng vì cháu mình nó như cái lời của ông thầy Tam nói nó không sao. Còn nửa lo khác là cái kiểu cách nó kỳ lạ của anh bói. Ông Sáu mới nhắc, ông nói thằng bói đó giờ thầy có biết nó mà phải không, thì nó hay nói cái gì nó trúng đâu trúng đó. Có khi nào lần này nó nói theo kiểu là nó đại nó càng không? Thầy Tam lại suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nói không, thằng này nó lạ kỳ lắm. Tôi nói cho anh Sáu nghe nha, hồi đó ba má nó cũng từng mời tôi, rồi mời một cái ông thầy khác mà ông thầy đó tôi cũng biết nữa, lợi để coi cho nó, mà coi cho nó thấy nó bình thường như bao nhiêu người thôi, mà không biết sao mà nó làm được cái điều đó tôi cũng không có rành. Thì sau này nghe nó nói, nó chỉ chỏ cái này cái kia mà nó đúng á, cũng đã từng dò ý kiến của ba má nó, tức là anh chị hai, để về coi nó một lần nữa, nhưng coi cũng không ra. Có một cái á, là hồi nãy nó ở trên cây sồi đó nghe, nó cười tôi khiển âm binh á, thì thiệt anh Sáu nè và mấy người bà con hàng xóm dòm vô không thấy đâu, mà nó có thể thấy được. Có người cục đầu cục tay cục chân đó, nó cười nó nhảy nhởm múa đó, thì thật sự đúng. Bởi vì lúc đó tôi khiển âm binh tôi cho nó chơi, tức là ông thầy Tam này ông khiển âm binh lên đầu tiên á, ông sẽ cho chơi xong rồi ông cho ăn rồi ông mới sai việc. Rồi sau khi mà xong cái điều đó rồi đó, ông lại phải khao quân một lần nữa, nó rất là phức tạp. Nhưng mà tại sao nó dòm nó thấy? Đặc biệt là những người thầy pháp người ta mà khi mà người ta mà diễn âm cái đoàn âm binh của người ta đó, những người thầy pháp khác khó thấy lắm, khó biết lắm. Mà thằng này nó không gùa chú gì chơi mà sao nó biết nè, cái điều lạ nè. Thì ông cũng thắc mắc, cái ông Sáu mới nhờ nó thầy Tam coi cách nào giải quyết giùm tôi, có dò hỏi được thằng bối cái gì không. Thôi giờ anh Sáu yên tâm đi, bây giờ cũng trưa rồi, thôi canh tối á, tôi qua nhà nó, tôi nói chuyện với anh chị hai con sao. Tối đó là ông Sáu ông dặn, ông xin lỗi các bạn, làm thầy Tam dặn rất là kỹ nha. Ông không cho ông Sáu cởi ra ngoài là cái việc ông muốn đi qua bên nhà ông bà hai, nhà anh bói. Không có cởi điều đó ra, không nói cho ai biết hết. Vậy đó mà tới cái lúc tối á, thầy Tam đang đi trên đường gần tới thì anh bói anh đứng sẵn ngoài cái cửa. Anh đứng sẵn ngoài cửa nhà anh á, anh mới quay vô anh nói với lại ông bà hai á. Ông nói tía với má với con Út á, coi con Út mày đi nấu nước sôi đi.
rồi tí soạn trà đi, rồi má có cho bánh trái gì đó thì má chuẩn bị sẵn đi, có khách vô nhà nè, rồi thế nào cũng ngồi nói chuyện lâu à, cũng phải cho họ uống trà ăn bánh nè. Ông bà hai mới nói, ủa sao bữa nay mày biết người ta, mày đi mặn rồi người ta nói cho mày nghe hay sao? Trời ơi, cần gì người ta nói tôi biết hết. Thì nói xong cái anh bói mới đi ra ngoài, anh đứng ngay cửa anh ngồi đó đó. Ông bà hai này cũng thôi kệ đi, cứ làm theo lời nó coi làm sao, coi có đúng không, ai về đâu thiệt. Mà cái nhà của ông Sáu đó lại cách cái nhà của ông bà hai hơn 3 cây số đó các bạn. Mà anh bói này anh đâu có mặn gì mà đi tới đó đâu, mà giữa gia đình ta đang ngồi chơi giấc chiều vậy mà anh đi ngay vô anh nói vậy đó. Giữa hai bên là kiểu biết thôi chứ không phải là thân thích gì 3 cây mấy số. Mà cái ông thầy Tam này ông mới đi vô là cởi cả ông hai, ông phải suy nghĩ một lúc thì ông mới có thể nhớ ra đó là ông thầy Tam. Thầy Tam giật mình, ông nói ủa sao này nó đứng nó đợi mình được trời. Nhưng mà thôi, ông bây giờ ông mới mở theo kiểu là người ta nói mở mắt âm dương ra đó, ông dòm coi là thằng này có ai dựa nó không, có ai mà chỉ dẫn cho nó không. Thậm chí người ông còn sợ theo kiểu là có cái ông bà nào nhờ nó làm giùm cái điều đó hay không. Ông bà ở đây là ám chỉ những cái vị mà được giống như là thằng thánh á, mà nói nôm na là như vậy. Nhưng người ta nhờ cái xác của thằng này để mà nói trước những cái vấn đề này vấn đề nọ hay không thì ông dòm cũng không có, mà ông dòm vong linh gì cũng không thấy. Ngặt đời vậy thôi kệ, bỏ đi vô. Đi vô trong nhà thì anh bói cũng đi theo. Anh đi theo, anh đi vô trong nhà cái ông hai mới chào ông thầy Tam. Hai người chào hỏi qua lại. Anh bói anh giọt miệng nói á. Anh nói với lại ông hai á, ông nói tía thấy tôi hay không? Biết trước mà. Tôi hay lắm. Nói xong cười khà khà, anh đi lại cái chỗ cái võng nó nằm. Đó, để nói chuyện gì đó nói. Thầy Tam mới ngồi vô ông ngồi. Ông ngồi cũng nói chuyện đông, nói chuyện tây, nói một hồi cái anh ngồi ngoài đây anh nói trời ơi nói đại đi rồi mà đặt dấu dấu nữa. Các bạn thấy ghê không? Nói thật ra cái câu chuyện này, cái đoạn này khi mà cởi thì chúng ta thấy rất bình thường nha. Nhưng mà khi phân tích ra nó cực kỳ nó ly kỳ nha các bạn. Là bởi vì đã nói là thầy pháp mà. Người ta có những cái hay hơn cái người bình thường mình dữ lắm. Và những cái suy nghĩ của người ta đừng nói cái vong ở ngoài nó biết. Người thường thì có thể cái giông nó họ biết, còn thầy pháp thì nó khác à. Vậy mà thầy Tam làm bộ nói chuyện đông tây, chưa có nói vô cái chủ đề chính. Anh bói ở ngoài nó nói đại đi, nó vô cái chuyện ông muốn nói đi, mày đặt nói vòng vòng hoài. Cái ông hai ông la, ông nói bói người lớn nào nói chuyện mà làm gì mà chọt chọt cái miệng vô vậy. Thì con nói vậy tía ơi, ông cứ nói vòng vòng hoài mắc mệt. Ông hai thì thấy nó bình thường nha. Nhưng mà riêng ông thầy Tam á, cỡ ổng mà lúc này ổng cũng rùng mình. Bởi vì người ta nói cái gì mà mình không biết là cái đáng sợ nhất. Thầy Tam không biết. Nhìn thì không có ông bà nào giữa hết. Và không có một cái người nào, một cái vong hồn nào đi theo. Và dòm trên cái người của anh bói này cũng không có một cái âm khí hay là một cái mạng số của ảnh là khắc âm, khắc tà gì không có. Nó hoàn toàn nó bình thường vậy đó, mà sao mà lạ đời vậy đó. Thì ông thấy vậy á, ông mới suy nghĩ cho nhanh trong đầu nghe, ông ơi ớn ớn rồi các bạn, ông thầy Tam ớn rồi. Nhưng mà ông vẫn nói với ông hai, ông nói anh hai ơi, tôi kể anh hai nghe cái vụ này. Ông mới kể cái chuyện ở nhà ông Sáu. Ông mới quay sang hỏi ông hai á, ông nói thẳng luôn, ông cố tình ông nói cho anh bói này nghe coi anh nói sao. Thằng bói làm sao mà nó biết đường vậy, thôi bây giờ tôi nhờ anh hỏi nó coi, nhằm khi tôi người ngoài rồi anh Sáu cũng người ngoài hỏi nó không nói. Ông hai giật mình rồi, trong cái suy nghĩ của ông hai mà nói thằng con mình làm như nó bình thường lắm, nó không có gì khác người ta hết trơn á, nhưng mà có những cái lúc nó như cái sự tiên tri vậy á. Nếu mà bây giờ người ta sẽ nói là thằng cái anh bói này là một cái vị tiên tri nha, biết trước được cái tương lai. Nhưng mà không, ông hai thấy bình thường à. Nhưng mà có cái là con mình tự động qua bển nói trời ơi cái nhà người ta khá giả, rồi con của người ta con trai nữa mới có 5 tuổi qua chù kiểu đó, người ta không đập cho gãy giò làm ai rồi.
Ông hai mới suy nghĩ và kêu vô: bói mày vô đây. Ảnh đi tè vô: con ngồi đây hả tía, cũng lễ phép đàng hoàng nha, chứ không phải là ngồi sổ sàng xuống. Con ngồi đây hả tía. Tại vì hồi xưa thì người ta hay có cái quan niệm là ví dụ khách đến nhà người lớn ngồi tiếp á, thì nhỏ trừ khi cho phép mới được ngồi nha, chứ không có phải là mình nhào vô đó ngồi. Ảnh xin vậy. Ông thầy Tam nó ở cho nó ngồi đi chú Sáu, chú Hai, tại vì bây giờ cũng là nói cái chuyện liên quan tới nó. Cái ông Hai ông cho ngồi. Ngồi xuống cái tí hỏi con gì. Thầy Tam hỏi tôi cái gì? Mày nói tao nghe coi, bói. Sao mà mày dòm mày thấy là thằng nhỏ đó là sắp chết hay sao mà mày tự động mày vô duyên mày qua nhà người ta mày kêu làm chỗ sẵn để chôn nó? Dạ, con biết mà. Thầy Tam ông mới chen vô: ủa con biết mà, ai nói cho con biết? Tại sao con biết? Con nói cho thầy nghe thử coi. Thì ông muốn biết, mấy người kia thì thường thường tôi không nói đâu, nhưng mà ông á, ông qua nhà tôi, anh không xưng con. Mà lạ đời vậy nè các bạn, khi mà anh nói chuyện với lại cô chú trong nhà hay hoặc là cái người nào hàng xóm vẫn xưng con đàng hoàng, mà riêng với mấy ông thầy pháp là anh không bao giờ anh xưng con, anh xưng tôi không à. Anh nói giờ mấy người khác thì tôi không có trả lời, nhưng mà ông qua tới nhà tôi rồi thấy ông cũng có lòng thành, rồi tôi nói cho ông nghe. Ông Hai ông la: mày nói chuyện hỗn hào, sao ông xưng con? Không được tí ơi, cái này không xưng con được. Thôi kệ đi anh Hai, đâu bói, con nói cho thầy nghe coi là sao. Thì có gì đâu lạ, tôi dòm vô nó đó là tôi thấy là ở sau nó có cái cửa, thì tôi biết nó sắp chết. Thầy Tam mới nói lạ lùng: trời, cửa là cửa làm sao? Đạo về đâu có tiền lợi mà dòm sau lưng cái người bình thường mà có cánh cửa thì lại là sắp chết. Thì nó mới nói, thì anh bói mới nói, anh nói tiếp, anh nói là mấy người lớn á làm nhiều chuyện, nhầm khi có người có tội người không có tội, còn thằng nhỏ này đâu có tội gì đâu, nó chết rồi mở cửa cho nó đi qua làm kiếp khác, nó trả xong nghiệp nó đi qua. Nói như thể là cái người mà có trong cái đạo Phật đạo này đạo kia các bạn, mà nào giờ anh có đạo điếc gì đâu. Cái ông thầy ông không hiểu đi, ông mới nói vậy cánh cửa đó ra làm sao, nó ai biết. Mới nói ai biết, biết cánh cửa thôi chứ biết cánh cửa đó ra làm sao. Nó trả lời mình không hiểu nổi. Thì thầy Tam á mới định hỏi nữa, định hỏi sâu vô, thì anh thôi giờ hết biết rồi, biết được có nhiều nói nhiều, hết biết rồi, rồi đi ra. Ông Hai kêu lại: nói thầy Tam chưa kể, chưa hỏi chuyện xong mà mày bỏ ở đâu vậy, vô phép vậy, xong mà tía ơi con biết con nhiều rồi. Đứng dậy đi ra nằm võng thoải mái vô tư như chưa có chuyện gì. Thầy Tam thấy quá lạ đi, mới đi về, chứ gì đâu còn cái lý do gì đâu ở. Chuyện cũng đã nói xong rồi mà tìm hiểu nguyên do cũng không có ra. Ông mới về, ông nói với ông Sáu, ông kể lại như vậy, mà ông nói là ông cái mạng số của nó tía má nó cho tôi coi rồi, đâu phải là cái người mà có mạng số đặc biệt gì đâu, mà sao nó thấy vậy là sao trời, mà cánh cửa về tôi giờ không ra nữa đó. Thì lúc đó ông thầy Tam này ông mới tức mình, nó cho thầy bà chứ kiểu giống như nhầm khi có những chuyện mà không biết không thấu được cũng ấm mức lắm các bạn. Ông mới nói với ông Sáu: giờ anh đợi đây đi, tôi về tôi mời thêm ông thầy nữa đó. Thì ông thầy này tới cho coi làm sao, thầy này chắc không làm được. Cái ông thầy Tam ông mới dời, ông mời được cái ông thầy, bây giờ kêu ông thầy Nhất đi. Ông này là kiểu mà ông khu vực lân cận ông giỏi nhất, thầy Tam là phải kiêng ông mấy phần thì mới trình bày cho ông nghe vậy. Ông thầy Nhất này ông dời, ông cũng thấy lạ, ông cũng muốn tìm hiểu coi làm sao. Chứ về cái vấn đề mà tâm linh hồi đó khi mà người ta nhờ một cái ông thầy này phải không, để mà chị tà chị này chị kia cho con cháu người ta, thì người ta không nhờ thêm thầy khác. Đó là cái lực lệ của những thầy pháp, và những thầy pháp khi mà họ biết á là có thầy chị rồi thì họ không được phép xin vô chị, trừ khi là cái người đó chị không xong, chị không nổi này nọ nhờ tới thì mới tới.
Cái ông thầy nhất này ông mới vô. Ông vô thì ông mới coi cái đứa nhỏ đi. Ông coi cái đứa nhỏ cũng bình thường. Ông coi cái đứa nhỏ cũng y chang như thầy Tam coi vậy đó. Nó không có cái dấu hiệu gì hết trơn. Ông mới cùng với thầy Tam đi qua bên nhà của ông, của anh Bói. Thì lúc này đi qua bên bển, không biết sao anh Bói bữa đó đó, ông hai đâu có biết là mấy thầy tới giờ nào đâu. Đi mặn xong cũng như cái việc thường ngày thôi, ông cũng về. Ông về mà tự nhiên đang ăn cơm vậy, anh Bói đang ăn chén cơm các bạn. Đang ăn chén cơm mà thường thường ăn là phải ba chén. Nhưng mà bữa đó mới ăn có chén cơm già xong, tự nhiên để cái chén xuống. Anh nói con đi công chuyện xíu. Ủa công chuyện gì, ăn cơm rồi đi chứ mày tự nhiên mà giờ này mày đi công chuyện gì. Nó đi liền mới được, đi lẹ để qua không được, không kịp ạ. Tự nhiên nói vậy. Mà ông bà hai kêu cỡ nào cũng đi chứ, thường ngày thì ngoan, không có dám cãi ông bà hai đâu. Nhưng mà tự nhiên cái lúc này đứng dậy đi, thì đi vừa khuất bóng độ khoảng chừng vài phút đồng hồ à, là thầy Tam thầy nhất tới. Ngay cả ông bà hai cũng giật mình chứ, mà con mình sao kỹ trời, sao làm như nó biết trước trời. Thầy nhất với lại thầy thầy Tam mới đi vô. Ông Sáu thì xin lỗi các bạn, ông hai á, ông thành thật lắm. Ông mới nói sao mà kỳ thầy, hồi nãy con tôi nói vậy 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 đó. Đang ngồi ăn cơm, tự nhiên nó đi công chuyện. Mà chút xíu sau mới thầy qua. Thầy nhất nói nó tại nó tránh mặt tôi đó thầy. Chứ có gì đâu. Rồi kệ nó đi. Mà sao thôi bây giờ cứ ăn cơm đi, ăn cơm xong rồi bây giờ tôi nói chuyện chơi chút xíu mà chứ không có gì. Thầy nhất với thầy Tam mới ra ngoài trước ngồi đợi. Hai ông thầy mới nói chuyện với nhau. Thầy nhất thì trả lời ông hai á, ba của anh Bói á, cách bình thường á. Các bạn thấy không? Bình thường không có gì mà tỏ ra sợ hãi hay này nọ trơn á. Nói rất là thoải mái. Nhưng mà khi ông đi ra ngoài, ông ngồi ông nói chuyện với lại ông thầy Tam, ông nói trời Phật ơi. Hồi nào tới giờ tôi chưa thấy cái trường hợp nào mà nó cỡ tôi mà nó biết được tôi qua đó. Mà từ cái lúc mà từ bên nhà của anh Sáu qua tới đây ha, là tôi với chú, ông xưng thầy Tam là chú. Tại ông lớn hơn mà. Ông nói tôi với chú đã dòm rất là kỹ rồi. Không có cái vong linh nào nó dòm ngó chứ. Ví dụ như là có thể là đặt ra cái giả thuyết là một cái vong linh nào đó rất là mạnh. Và nói chung là thiện không thiện mà nó ác không ác. Để mà theo anh Bói này nè. Giúp cho ảnh biết trước được những cái điều này điều kia. Có thể là mình cho cái giả thuyết nó như vậy. Nhưng mà nếu muốn biết được hai ông thầy đi qua như vậy thì cái vong đó phải giống như theo dõi này nọ. Mà với cái năng lực của thầy Nhất và thầy Tam thì hoàn toàn khẳng định không có cái điều đó nó xảy ra. Thì hai ông nói chuyện với nhau là cảm giác ớn người đó, ớn anh Bói này đó các bạn. Cái nói chuyện một hồi cái mới hỏi ra là hồi đó thí dụ như anh Bói anh xin cái ngày nào, cái giờ nào nhớ kỹ không? Bởi một hồi lằng lằng mụ vườn. Sinh con bằng mụ vườn đó các bạn. Những cái người đỡ đẻ ở trong xóm này nọ thôi, chứ đâu có cái chuyện mà như mình bây giờ mà đi nhà thương. Rồi thậm chí ông hai phải đi qua bển và mời cái bà mụ đó qua. Đặc biệt những cái bà mụ đó, rất là kỹ lưỡng những cái giờ giấc mà đứa bé nó được chào đời. Hồi đó đó là vậy đó. Mụ vườn người ta ha, thậm chí người ta phải về người ta ghi lại con nhà đó sinh vào cái ngày đó. Nhằm khi ta sợ á là chủ nhà nè, nhằm khi ta quên hay là một cái vấn đề gì đó người ta qua hỏi là phải trả lời liền. Thì cái bà mụ này bà mới đưa ra nó thằng Bói á, nó sinh cái ngày đó như vậy, chắc chắn là như vậy. Thì cái việc mà bà mụ nói á với lại cái giờ mà ba má của anh Bói là ông bà hai cho mấy thầy biết khi mà anh Bói còn nhỏ có những hiện tượng lạ đó, thì nó chỉ trên lệch nhau khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thôi. Mà hồi đó mà nói về cái việc mà sinh ra đời trên lệch nửa tiếng đồng hồ thì nó hết sức bình thường, nó chẳng có gì là vấn đề cả. Nhưng mà hai ông thầy này ông mới về, ông mới coi rồi ta nói hai ông mới về nhà ông Sáu mà ngồi bàn luận với nhau suốt 2 tiếng đồng hồ các bạn. Nói chung là cũng có những cái điểm nó rất là đặc biệt. Con cái thì nó không có rõ ràng. Ví dụ như mình nói vậy cho các bạn nôm na dễ hiểu nghe, chứ bảo cũng không biết giải thích sao cho nó kỹ nữa. Là có thể là có những cái dấu hiệu và có những cái lúc mà cái tuổi nó khắc cái gì đó. Nhưng mà thay vì ví dụ như những câu chuyện trước ở cái anh đó đó, anh có cái mệnh số khắc âm, ta dòm ra ta thấy rõ. Hoặc là tới lớn á nó sẽ càng ngày càng rõ. Còn riêng cái anh Bói này á nó cả lờ mờ dòm chả ra cái gì mà rõ ràng, không ai dám chắc chắn cái gì cả.
Thì hai ông đang bàn bạc lúc đó là cũng 6 giờ mấy rồi. 6 giờ mấy rồi nha, gần 7 giờ tối rồi. Anh bói em mới đi tới đi. Anh đi tới nhà ông Sáu á. Ông đi tới, anh đi nghe chiếc xăng, anh mới quay mặt vô anh dòm. Rồi anh đưa cái tay anh chỉ vô cái đứa bé trai á. Anh mới nói vậy nè, thằng đó đó. Anh nói ba chữ, thằng đó đó. Nhà mới giật mình quay ra dòm. Hai ông thầy cũng giật mình đi ra dòm. Thì lúc này anh bói anh bỏ đi dời rồi. Có điều ngay cái khoảnh khắc mà hai ông thầy đi ra thì hai ông mới dòm thoáng được một cái. Là hình như có một cái giống như một cái, mình nói dễ hiểu đi, là một cái quỷ khí của một cái con quỷ tinh gì đó. Con quỷ này nó dữ lắm, nó phớt ngang thôi, nhưng mà không có rõ ràng. Chứ phải nó hiện hình hay là nó rõ ràng cái luồng âm khí đó thì mình có thể khẳng định một cái vấn đề gì. Nhưng mà đằng này nó chỉ lướt qua, nó thoáng qua một cái thôi, nó mơ hồ lắm. Nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ cho thầy Nhất và thầy Tam mới dọt ra ngoài chạy theo anh bói. Chạy theo ảnh thì thấy anh cũng đi bình thường vậy đó. Chạy theo ảnh cái ảnh mới quay lại. Nói chung là lần này nó lạ là tại sao mà mình ở bên đây mình đi qua tới nhà ảnh thì anh biết trước. Còn chạy theo ảnh thì anh không biết. Kỳ đang gì hộm vậy đó, không giải thích được. Đó mới chạy lại cái chỗ ảnh, kêu ảnh, nói bói bói bói. Anh mới dừng lại, nói ủa hai thầy kiếm tôi làm chi? Cũng xưng tôi vậy. Ông nói ủa sao con đi qua bên nhà của anh Sáu rồi con chỉ vô đứa nhỏ, rồi con nói là thằng đó đó là sao vậy con? Ai biết sao đâu, thì kêu tôi chỉ giùm thì tôi chỉ giùm thôi, chứ sao tôi biết. Mà ai kêu con chỉ giùm? Không thấy được cái mặt. Trả lời tỉnh bơ, không thấy được cái mặt. Vậy chứ hình dáng ra sao? Bự lắm, lớn lắm mà không thấy cái mặt. Mà hai thầy kêu tôi hỏi vậy, tôi biết vậy, tôi trả lời vậy rồi đó, giờ tôi về được chưa? Hai ông cũng đâu còn cớ gì đâu, giữ thôi, cờ để cho nó về. Về các bạn, anh bối anh về nhà. Anh về nhà thì anh mới kêu ba má ảnh á. Anh nói như vậy nè, anh nói ba má ơi, coi là vài bữa nữa đó là kêu chú Bảy nha, kêu chú Bảy lại đây nghe, để người ta quậy mình á. Anh nói vậy đó. Ủa ai quậy nhà mình, mắc mới vậy quậy? Thì cô nói vậy đó, kêu chú Bảy về. Thì chú Bảy của anh bói á là ông không có vợ, mà ông rất là giỏi võ nha, ông có tiếng á, ông giỏi võ mà có tiếng luôn á. Rồi hồi nào giờ ông cũng thương anh bói lắm. Mà chú Bảy đó thì cái kiểu giống như là ông thích cái kiểu cuộc sống lãng tử các bạn. Nhưng mà con cái thì người ta lãng tử, người ta phiêu du đây đó, chỗ này chỗ kia ha, ngày đi đêm nghỉ gì đó. Còn riêng ông chú Bảy này thì không, ông chỉ thích thôi. Dù ông muốn đi ha, ông đi vài ngày ông về, hoặc là ông đi gần gần nó không, chứ không đi xa. Thì ông bà Hai mới giận quá đi, mới nói anh bói mày giờ mày nói rõ ra coi, sự tình nó ra làm sao, rồi mày sao mày biết người ta quậy nhà mình, mày nói cho rõ ràng. Thì tao bây giờ tao tức quá rồi. Anh nói con có biết đâu, ba mẹ tức là mẹ la mắng con cũng vậy hả? Rồi con út đó kìa, nó hỏi con hoài con đâu có nói đâu, con biết gì đâu con nói. Người ta kêu con chỉ gì con chỉ, người ta hỏi gì con biết thì con trả lời, con biết thôi. Rồi anh nói tỉnh bơ vậy, cái anh đi vô tụi nó la rầy, thậm chí đánh anh nó cũng vậy à. Cái trở về cái chuyện của ông Sáu bên đây, thì ông thầy Tam với lại ông thầy Nhất á, hai ông mới bàn với nhau và bàn về cái vấn đề mà thấy cái quỷ khí hồi nãy á. Rồi ra cũng làm bùa làm phép này nọ, nhưng mà cuối cùng thì ông cũng làm không ra đi. Ông nói bây giờ vậy, chỉ có nước là bây giờ đeo bùa cho nó về ở nhà, giữ kỹ cho nó, chứ đừng có mà lỏng liêu nó này nọ. Ông bà Sáu thì cũng phải nghe theo vậy, mà tao nói lúc đó là gia đình bỏ công ăn việc làm hết trơn luôn các bạn. Giữ đứa nhỏ rất là kỹ, giữ kỹ lưỡng đàng hoàng nha. Thì cái tự nhiên cái đầu hai bữa sau vào cái lúc ban đêm á, vợ của chú Hai là Thím Hai, thì Thím hiền lành lắm các bạn, nào giờ Thím hiền lành mà Thím nhát. Từ lúc mà hay cái vụ mà con của mình vậy, Thím sợ lúc nào cũng ôm con khinh khích, không dám rời con. Cái giấc khuya nghe các bạn, Thím đang đi trên đường là Thím nằm mơ,
Thím thấy Thím đi ra ngoài chợ. Thím thấy Thím đi ra ngoài chợ nha. Thím cũng đâu có biết Thím mơ đâu. Thím ra ngoài chợ thì Thím thấy cũng đông người, là mà lạ một điều là sao cái chợ này á, nó không giống như cái chợ thường ngày mình đi. Có điều mà các bạn biết, cái giấc mơ mà nó làm cho mình thì cứ lạ lạ thì nó cũng bình thường thôi. Thế mới nói đi chợ. Đi chợ thì thường thường hồi đó ta mua cái gì, rau củ quả hay là cá gà gì đó, Thím cũng đi. Đi ra một đoạn cái Thím mới thấy là ủa sao mấy người này ngộ lắm. Mấy người này là buôn bán mà sao không có thấy rau củ quả, không có thấy bán những cái vật dụng thường ngày mà bà con mình sinh hoạt hay là ăn uống này nọ thì không có thấy. Nhưng mà dòm thì thấy là cái chợ. Thì Thím mới đi vô đi. Đó. Thím đi vô một đoạn. Thím mới thấy hai người gục cái đầu. Giống như ngồi buôn bán mà gục cái đầu yểm ru, không rao hàng, không bán, không gì hết trơn á. Thím mới thấy lạ, Thím nói ủa sao mà cái mấy người này buôn bán mà không thấy đồ gù kê ra, mà thấy trước trước mặt họ là cái gì mà giống như là, mình nói đơn giản giống như là một cái bội mà chùm gà mà màu đen vậy đó các bạn, giống như phủ cái vải đen lên vậy đó. Thì Thím mới thấy ủa sao bán cái gì mà kỳ đó, sao có gần đằng đe cứ như vậy không, cái chùm lớn chùm nhỏ, chùm lớn chùm nhỏ mà đang thù lùi, không có biết bên trong là cái gì, bán vậy ai biết đường mua. Thì chị mới thấy là cái hai người này đang ngồi mà kiểu mà cũng gục đầu vậy nè. Rồi ở trước mặt họ là một cái bội lớn, ở bên đây là một cái bội nhỏ đi. Thì họ mới hỏi cái Thím mới lại, Thím hỏi, Thím nói là cô gì gì ơi, bán cái gì vậy mà sao chùm kính mít vậy, rồi biết cái mua cái gì đó. Thì cái người này á là không có ngước mặt lên, nhưng mà trả lời nghe, nói cô muốn mua cái gì, ở đây tôi bán cái này nè. Ồ đâu cô bán cái gì đâu, cô dở lên tôi coi. Thì cái người đó mới định là dở lên nghe, mới đưa cái tay lên, nhưng mà họ không có giật da, không có giật, giống như là cái khăn mà nó chùm, khăn đen mà chùm lên á, tính giật cái da nhưng mà chưa có giật. Để cái tay lên vậy mà không có giật, mà cái đầu vẫn cúi xuống vậy nè, rồi mới nói. Nhưng mà mở ra là bắt buộc phải mua nghe. Không mua là không được nghe. Hồi nào giờ làm gì mà có cái chuyện buôn bán kỳ đan dị hợm vậy? Mở ra ta coi đồ mới được mua chứ. Chưa kịp trả lời thì lúc đó mới có một người đi lại. Cái người này á nghe, là cái kiểu như không có dòm được cái mặt, nhưng mà nhìn hình dáng lớn con, mới đi lại nói thôi đừng có mua, mua không nổi đâu, con nít trong chổng đó mà mua cái gì. Gì con nít? Gì bộ vụ buôn bán con nít? Con nít là sao? Đó, thì tự động cái lúc đó cái người đó đi lợi như vậy, thì hai cái người kia mới giục cái tay xuống là không có dở cái miếng đó ra nữa. Thì cái người này mới nói muốn mua, đi ra đây nè. Trong cái giấc mơ thì cái vía của Thím nó lại không có khôn, không thấy điều lạ, không có sợ. Nó chỉ là hơi sợ sợ thôi, nhưng mà cái kiểu mà không biết bỏ đi. Cái nó mới nói như vậy, nó bây giờ á, nó mới chỉ cho Thím á, nó nói là nè, ở đây người ta bán nhiều lắm, bán tùm lum hết trơn á, nhưng mà hồn không. Ủa hồn là cái gì? Thím hỏi là hồn là cái gì, thì nó mới nói là cô không biết đâu, hỏi làm chi. Bây giờ vậy nè, tôi dắt cô đi ra nghe, chứ để cô ở đây rồi đó là cô chết. Ủa sao mà chết? Thì cái người đó mới đưa cái tay chỉ, nè cô coi nè, cô đợi chút xíu đi, tới tan cái buổi chợ thì họ mới dở cái màn đen nó ra, thì biết được cái đồ ở trong là cái gì. Là khi mà biết được vậy đó, hồi rượt á, tôi phải cứu cô chứ mấy cô chết. Thì lúc này Thím mới sợ quá đi, Thím mới nói ủa sao mà có vụ gì mà chết chóc, mà tôi đi chợ mà chết chóc gì. Thì vừa nói dứt tiếng chút xíu à, kìa cô coi kìa. Thì họ mới, ta nói đồng loạt họ đứng dậy, họ vắng gục mặt nha, họ đứng dậy, nhưng mà họ giật cái bao cho nó, chỉ dòm sơ qua thôi, thấy lớp nào con nít nè, rồi người già, rồi phụ nữ, rồi đàn ông, mà bị nhốt trong đó giống như là cái kiểu mà mình nói là nhốt một con khỉ vậy các bạn.
nhảy bon ra mà hồn vía không. Thì mấy cái người đó mới thấy là làm như thấy cái thím thấy á, họ mới quay lại hồi rượt. Thím sợ quá thì không có chạy nổi đi. Cái người này mới nắm tay chạy. Vừa chạy vậy đó. Nó mới nói với thím là: "Tôi cứu mạng cô đó. Cho tôi thằng nhỏ nghe." Điến hồn điến vía, không trách thím được các bạn, do quá sợ. Cho cái gì tôi cũng cho, chẳng ơi, cứu tôi. Tại vì phía sau đuổi theo làm ghê lắm. Thì lúc này cái người này mới nghe được cái từ đó rồi mới buông tay ra cười kha. Thím hoảng loạn giật mình thức dậy. Giật mình thức dậy thì thấy là mình đang nằm ở trong buồng với chồng và ở giữa là cái đứa nhỏ. Con cái thím sợ quá mà hồi đó người ta ngủ nó phải như mình bây giờ, mở đèn điện đèn này kia lên các bạn. Phải đi ra ngoài mở đèn lên, đốt đèn dầu đốt này đốt kia lên, đốt lên bước vô trong buồng rồi á, mở ra mới phát hiện được đứa nhỏ chết queo. Điều này làm cho gia đình rất là đau khổ. Người thì xỉu, người thì than khóc. Rồi cả nhà lâm vào tình trạng kiệt quệ luôn. Thì cái hôm đó do là con nít cho nên là cũng chôn cất liền. Và cái việc chôn cất này á, cũng được nhờ thầy bà đồ người ta xuống. Mà mấy người này là mấy người thầy cúng nè nha, chứ không phải là thầy Nhất hay là thầy Tam. Thì khi mà chôn cất xong rồi đó, kiểu như nhớ là cái chết của con trai mình chịu không nổi. Và lâm vào cái tình cảnh đau thương á, thì làm cho con người ta suy nghĩ theo kiểu một chiều. Ông bà Sáu và ngay cả những người thân tộc trong gia đình với chú thím Hai mới chạy qua bên nhà của ông bà Hai, tức là nhà của anh Bói đó. Họ mới vào và bắt buộc là phải kêu anh Bói ra, phải giải thích cho rõ ràng tại làm sao mày biết. Có nghĩa là ông Sáu này không quậy theo kiểu bất chấp, mà là ông qua ông nói là bây giờ mày nói là cháu tao chết, soạn chỗ để mà chôn, có nghĩa là mày biết. Mà sao mà con dâu tao nằm mơ thấy như vậy, tức là mày có liên hệ gì đó với quỷ, với những cái vong linh mà đi hại người. Mày phải nói cho rõ cái nguyên nhân, chứ nếu không mày là cái người gián tiếp hại chết cháu tao. Ông bà Hai trước đó đã được anh Bói nói là bây giờ phải kêu chú Bảy về. Anh Bói nói là phải kêu chú Bảy về, chú Bảy là em của ông bà Hai, tức là ông Bảy đó các bạn. Thì cái hôm đó ông Bảy cũng có ở nhà. Cũng nhờ có ông Bảy, tại vì thường ngày ông Bảy là một cái người tuy là giỏi võ, nhưng ông có cái tấm lòng rất là trượng nghĩa. Gần đó đều biết danh tiếng của ông mà. Gần như là ai gặp cái khó khăn gì ông cũng giúp. Ông mới đứng ra dàn xếp. Ông mới cho mọi người biết á, là cháu tôi hồi nào tới bây giờ nó đâu có hại ai đâu. Chỉ có cái là ngay cả gia đình cũng không hiểu nổi tại sao nó như vậy. Và mỗi khi mà nó báo trước cái gì đó thì nó hay xảy ra ngay cả cái chuyện mà anh chị này nè chuẩn bị đưa con cháu này nọ qua để mà trắc vắng nó đó. Thì nó cũng nói trước với gia đình tôi rồi. Tuy là nãy ông Bảy cũng nể nang ông bà Hai, nhưng mà con cháu người ta chết mà. Cái chú Hai mới nói á, bây giờ phải kêu thằng Bói ra, phải nói cho rõ cái nguyên nhân, rõ cái chuyện con tôi nó chết thì tôi mới cam tâm được. Biết rằng là vợ tôi nằm mơ và thấy là quỷ nó làm như vậy để nó bắt con tôi. Con cái á, nó phải biết gì đó. Mọi người mới vào trong nhà rồi kêu anh Bói ra, nói giờ mày nói đi, tại sao mà mày biết được cái điều đó. Anh Bói nói là người ta nói thì tôi mới biết, chứ đâu phải tự nhiên tôi biết đâu. Là tôi có lòng tốt thôi. Tôi biết là cháu của ông bà chết cho nên tôi qua tôi dặn trước. Chứ tôi có phải là ý định hại gì nó đâu. Tôi sợ là nhầm khi nó chết rồi ông bà đau thương này nọ, rồi không có chôn cất cho nó tội nghiệp nó. Anh nói tỉnh bơ nguyên một tràng như vậy. Ông Bảy ông la, ông rầy. Ông nói con nói như vậy là không được. Cái người đó là ra làm sao, hình dáng như thế nào, và có quen có biết ở trong cái khu vực này hay không, hay là một ai khác lạ quắc lạ quơ, hoặc là vong hồn, thì mày nói cho rõ ràng ra chứ mày không có nói chung chung vậy được. Anh Bói nói không biết, giờ không có rõ cái mặt, biết cái người lớn con thôi hà. Trong cái giấc mơ thím Hai cũng vậy, cũng là một cái người lớn con, mà dòm cái mặt thì dòm không có rõ. Chung quy cái cuộc gia đình ông Sáu qua nhà ông Hai á, tuy là nó cũng theo kiểu là lớn đó, nhưng mà con cái là cũng không có thu được kết quả gì.
thậm chí mà ông bà hai đòi từ anh bói luôn, mà anh bói cũng nói y nhiêu vậy đó. Anh nói bây giờ con biết nhiêu của nó hết nhiêu rồi, chứ con không có giấu giếm gì hết. Mà cái điều này nó thuộc về cái phạm trù tâm linh rồi. Ông Sáu mới đi ra về và ông nói là hẹn 3 ngày nữa, bởi vì đã nhờ người đi mời ông thầy Nhất và ông thầy Tam rồi. Khi ông xuống ông sẽ xác minh, và hai ông thầy này sẽ có cái nhiệm vụ tìm ra là tại sao cái đứa nhỏ nó chết. Bây giờ là mình là người thường mà, mình đâu có rành. 3 ngày sau thầy Nhất và thầy Tam mới đi xuống. Thì khi họ đi xuống vẫn như cũ, tìm không ra cái manh mối và cái giấc mơ đó. Thì hai ông giải thích rằng kiểu này là không có cái chợ âm phủ nào cả. Chợ âm phủ đối với những người thầy Pháp như ông thì có, chứ không phải là không. Nhưng không có chợ âm phủ mà bán linh hồn, chuyện đó là không có. Chẳng qua là cái con quỷ đó, ông tạm gọi là con quỷ. Thì cái con quỷ này nó vào được trong cái giấc mơ của thím hai, và nó làm ra để cho thím thấy được những cái hình ảnh đó trong giấc mơ. Nhưng mà tư tưởng cũng hoảng sợ và hoảng loạn thì nó mới đưa ra cái lời là xin con. Thì cái này á, mọi người nghe qua thấy nó có lý, bởi vì chưa từng nghe ai nói chợ âm phủ mà lại bán linh hồn. Linh hồn người ta làm sao mà bán? Chưa từng có cái tiền lợi đó, và chưa từng nghe một cái đạo giáo nào nói về cái vấn đề đó cả. Nhưng cái mấu chốt ở đây là ông Sáu ông muốn á phải tìm ra cái nguyên nhân làm sao mà cái thằng bói này nó biết mà nó qua nó cho hay trước. Và đây đâu phải lần đầu, hai ông thầy cũng qua nói, nhưng mà nói cũng có bao nhiêu rồi đó. Nói nữa thì không nói. Rồi thì cái chuyện đó từ từ nó cũng quên dần theo thời gian. Thì độ khoảng một năm mấy sau, trong suốt một năm mấy nay, ông bà hai căn dặn anh bói rất là kỹ. Bây giờ mày thấy cái gì nó gửi nó, mày đừng có qua nhà người ta mày nói những cái điều như thế này, điều như thế nọ. Cấm mày nha, không được nói. Anh không nói. Mặc dù là thời gian sau anh biết nhiều lắm. Thời gian một năm đó, anh gặp những cái chuyện mà giống như người ta nói cho anh biết là ừ, ở đó nó có vậy đó. Anh đi anh xác nhận. Cái anh qua anh kể cho ông Bảy nghe, chứ anh không có kể cho ông bà hai. Ông Bảy ông mới để ý thì ông thấy đúng quá đi. Nó không phải là 100% đâu, mà cái kiểu nó 70-80% rồi. Nhưng mà ông Bảy cũng nói không, cái chuyện đó là chuyện của người ta. Mỗi người đều có một cái số kiếp riêng của họ, con không có quyền xen vô. Con đi qua con nói mà công người ta lỗi thừa con. Đây kể như là một cách bảo vệ cho cháu thôi. Ông Bảy ông có cái tâm như vậy thôi. Thì sau một năm mấy đó, kiểu như anh bói này nè, mặc dù anh lớn lên vẫn như bao người, không có xấu, nhưng mà nó đẹp quá thì không có đẹp. Cũng kiểu là chàng thanh niên bình thường thôi, cũng đi mằn mụn vậy. Có điều vì những cái việc mà ảnh nói ra khi trước đó, cho nên ảnh đi có hỏi vợ này nọ đó, rất là khó. Và có một cái chuyến này thì đi hỏi vợ ở cách xóm đâu khoảng chừng là 5 cây số. Lần đó đi có ông Bảy nữa, rồi ông bà hai và một cái ông bảo gọi là ông Cồ đi. Ông này giống như là cũng chú bác gì với ông hai đó. Đi qua bên nhà gái thì nhà gái người ta mới nói là cho cái thời gian để mà người ta suy nghĩ, chứ người ta chưa có trả lời liền. Sau đó mới ăn với nhau một bữa cơm rồi mới ra về. Thì trên đường ra về, do là cái nhà này nằm sâu ở cái khúc ở trong đồng á các bạn, đi theo cái đường bờ đó đi dài ra ngoài đây rất là xa mới tới cái chỗ mà đi xuống như ghe. Gần ra tới cái đường chính á, cỡ còn có cây số nữa lội bộ đi ra tới á, còn cây số nữa thì tới á, thì lúc đó ở đó nó có một cái đám ma. Cái đám ma của ông này bảo sẽ gọi là ông bà ba. Thì cái ông ba đó là cái ông mà chủ nhà đó nha. Thì vợ ông mắc. Mà ông bà ba này thì con cái đông. Cả thải là 4 người con trai và 3 người con gái lận. Nhưng mà lúc mấy người kia không liên quan thôi, không nhắc tới. Chỉ nhắc là khi mà đó là đi ngang nhà là
nhà này cũng khá giả nha, cũng có cái quan tài để ở ngoài trước, rồi bà con xúm lợi này nọ, rồi nhang khói này nọ. Cái đang đi ngang vậy đi, mới thấy được là một cái người. Cái người này là cái người con của ông ba, người này là con trai thứ sáu. Chú sáu này ông mới khóc lóc, ông than gian nỉ nôi, cái kiểu là thảm thiết lắm đi. Thì kệ người ta, chuyện gia đình người ta có đám tang, người ta tang lễ, người ta thương xót cha mẹ người ta thì người ta khóc lóc than van thì cái chuyện đó bình thường. Ở ngoài đây đang đi như vậy mà các bạn biết là hồi đó đi hỏi vợ là mặc đồ rất là tươm tắt nha. Không phải nói bây giờ mình không tươm tắt, nhưng mà hồi đó mặc vô là người ta biết đi hỏi vợ rồi. Dòm vô vậy đó, mặc mà đồ nó đẹp đẽ, đồ khăn đóng đồ các kiểu. Nhưng mà tự dưng đi ngang huốt một đoạn cái anh bói dậm chân xuống. Anh tỏ một cái thái độ rất là tức giận. Ủa cái gì vậy bói? Mày làm gì mày đang đi mày dậm chân dậm dò vậy, cái vụ gì? Anh mới quay sang anh trả lời. Anh nói tía ơi. Rồi chú Bảy ơi. Rồi ông Cò, ông kêu ông Cò luôn, ông thương hết mọi người vậy đó. Anh nói là con tức quá, con chịu không nổi. Bây giờ cho con vô con nói một cái. Ủa mày vô đâu? Mày nói cái gì? Anh mới nói là con vô con nói cái người mà đang ôm cái quan tài khóc lóc. Mày biết người ta không mà mày nói? Mà mày nói cái gì? Thôi đi về mày. Mày sao mày tới dặn mày hoài mà bây giờ đi hỏi vợ, tới ngày đi hỏi vợ mà mày còn vậy nữa hả? Không được, con phải vô nói mới cái được. Ông Bảy ông thấy vậy đi, ông mới nắm tay ông kéo. Ông nói thôi đi về mày. Mày sao mày tào lao đi về. Kéo ra ngoài đây cái anh giật cái tay ra. Anh chạy ngược vô mà mọi người cản không kịp. Anh mới chạy ngay vô cái chỗ nhà người ta đám tang vậy đó. Anh mới chỉ mặt cái người mà ôm cái quan tài là cái người mà chú Sáu đó. Thì anh chỉ mặt cái tuổi của ông chú Sáu đó, lúc đó là người ta có vợ có con hết trơn rồi. Ông là anh bối á. Anh phải kêu thí dụ như mà theo tuổi tác anh phải kêu bằng chú. Mà anh vô anh chỉ, anh nói là mày á, mày khóc lóc than gian gì, mày nước mắt cá sấu hả? Cả họ người ta giật mình, ủa thằng này nói gì trời, đâu từ đâu chạy xuống mặc đồ vậy mà sao nó vô nó chỉ chỗ nó chửi. Anh chửi cái anh bói mới nói nữa, anh không đợi cho mọi người mà hoang mang cợi họ. Anh chửi tiếp, anh nói mày cái lúc bả còn sống á, mày đem đồ ăn này qua cho bả mày lấy lòng để mày chia đồ. Mà mày đem ba cái đồ ăn gì đâu không à. Để bả ăn vô rồi bả không có chịu nổi rồi bả chết. Bả chết là do mày á. Từ trên trời rơi xuống cái người thanh niên đâu chạy vô trong nhà mình la lối như vậy. Thì người trong nhà tao đâu có chịu. Tao mới ra tao nói mày ai mày đang nói chuyện gì kỳ cục vậy. Nhất là cái người vợ. Vợ con chú Sáu đó. Cái thím Sáu là thím già thím chửi quá trời luôn. Ông Hai nè. Bà Hai rồi ông Bảy rồi ông Cồ rồi ra mới xin lỗi người ta, mà họ xin lỗi bao nhiêu anh bói anh chửi bấy nhiêu. Thì trong họ người ta nhiều người ta nóng giận vậy đâu có được, người ta tính đánh. May mà nhờ có ông Bảy. Ông Bảy ông giỏi võ đi, ông mới nhào ra ông chắn rồi ông xô mấy người kia ra. Cái lúc này cái có mấy cái người mà lớn tuổi á, người ta mới đi ra ta nói chuyện với ông Cồ, nói là con cháu của anh hả, tại sao mà con cháu anh nói chuyện vậy? Bây giờ có thể nói là rơi vào cái tình huống là ở trên lưng cọp vậy. Mới quay sang hỏi anh bói, mày làm gì mày nói người ta như vậy? Mày nói cho đàng hoàng chứ nếu không á là mình là có lỗi. Anh mới tức, anh vỗ ngực, anh dậm chân, anh nói á, đâu phải tôi nói, cái bà đó bà nói kìa. Anh mới chỉ lên trên cái quan tài, anh nói là cái bà chết đó các bạn, là bà ngồi trên cái quan tài, bà chưa có đi mà bà đang nắm đầu nắm tóc của cái người thứ sáu này nè. Bà kêu gào, bà la làng la lối lên là bà nói là mày là thằng mắc dại, mày là thằng bất hiếu. Mày khóc lóc tao gì? Tại mày với con vợ mày á, cho tao ăn cái đồ dơ với mà tao chết. Rồi bây giờ mày khóc lóc cái gì? Bà la quá trời luôn mà không một ai nghe hết trơn. Tại bà là cái giọng hồn mà. Anh bối sao không biết anh nghe. Thật ra là không phải anh tự nhiên anh nghe nữa các bạn. Mà cái lúc mà anh đi về đó, cái này là bảo kể luôn nha, sau này mới biết nha. Cái lúc anh đi về thì có một cái người mà hồi đó không phải cái người ném nhiều tin rồi, nó mới nói với anh, nó nói là mày ơi, tao cho mày coi cái này nè,
anh bối anh nghe. Hồi đó vợ nó sát bên cái lỗ tai anh nói hoài vậy đó. Mà một năm mấy nay do là nghe lời cha mẹ, nghe lời ông Bảy, cũng không có xen vào cái chuyện của người khác. Con cái nó nói thì anh cũng dòm theo. Thì nó biết nó làm sao cho anh nghe anh thấy. Anh thấy là cái bà đó, bà ngồi trên cái đầu hòm á, là bắt đầu bà trách móc, rồi bà la lối, bà dậm chân, không ai nghe bà tức tưởi á. Bà nắm đầu nắm cổ của cái người thứ sáu. Đó. Đó, thì bởi vậy anh mới biết. Anh biết anh tức mình, anh vô anh chửi là con bất hiếu mà bày đặt da vẻ nước mắt cá sấu này nọ, anh mới chửi như vậy. Cái gia đình người ta nghe thì trong số nhiều người cũng có những người biết được cái tâm tính của vợ chồng chú Sáu. Họ mới đứng ra họ nói, bây giờ là mày lấy cái gì mà chứng minh? Là mày nói thằng này vậy nhưng mà lấy gì chứng minh? Anh bối anh mới nói như vậy. Anh nói dễ lắm. Tại vì cái con quỷ đó nó chỉ cách cho ảnh đi. Nó chỉ cho ảnh biết. Và nó nói với ảnh là mày làm cái điều này là cái điều tốt, cái điều phước. Mày phải làm. Mà ảnh tự ảnh thấy là cũng đúng chứ. Bởi vì bây giờ mình làm cái điều này ra là rõ ràng, minh bạch. Là cái người con bất hiếu với cha mẹ mà bây giờ là vì cái ham muốn bản thân. Ảnh mới nói, nó chỉ ảnh nói đi. Nó nói là, nè, bây giờ á, mày, anh bố anh chị chú Sáu, anh nói mày, mày nói thật lòng mày đi, mày có nhức đầu nhức cổ không? Mày có nặng vai không? Chú Sáu cỡ, ông nói không, là ông giấu nha. Ông giấu, ông nói không. Ông nói tôi bình thường, tao bình thường, tao không bị gì hết trơn á. Mày đừng có nói dối. Bà bức đầu bức tóc mày mà làm sao mà mày không đau được. Bây giờ bà ơi, bà nè, con của bà nè, bà muốn nó cho người ta biết phải không? Thì bây giờ bà làm nó đi, bà làm cho nó đau nữa đi. Thì anh bói vừa nói dứt tiếng, chú Sáu này ông ré lên, kiểu mà ông đau quá ông chịu không nổi á. Rồi lúc này là hết dấu rồi, ông mới chịu, ông đau quá, đau nhức đầu quá, ông lăn xuống quằn quại như vậy nè. Thì lúc này người ta mới tin, người ta mới tin. Rồi anh bói nói nữa, anh nói bây giờ bà chứng minh cho mọi người biết là bây giờ bà ở đây đi. Bây giờ tôi ở đây là tới tối nè, cho bà nhập vô một người rồi bà nói. Cả gia đình buộc lòng phải ở lại luôn á. Đến tối hôm đó nha, cái bà mới nhập về. Bà nhập về bà nói chính xác luôn. Thì thật sự là bà. Thì sau đó mọi người mới biết được là chú Thím Sáu này á, lợi dụng cái tình thương của mẹ rồi đi qua chăm sóc theo kiểu là làm cho người ta thấy để được chia cái phần nhiều hơn. Giống như có âm mưu vậy đó ha. Thì thật ra mà nói á các bạn, là cũng phải không phải tội cho cái người vợ là Thím Sáu á. Tại vì Thím là Thím nghe chồng, Thím tưởng là chồng là có hiếu với mẹ. Thím là con dâu nhưng mà Thím rất là có hiếu với cái người mẹ nha. Nhưng mà tưởng đâu chồng mình cũng một lòng vậy mà ai về là ổng suy tính. Để mà ổng lấy cái phần riêng ra, ổng mới đem đi, ổng nuôi vợ bé, vợ mọn gì nói chung tùm lum hết trơn á. Ông chú Sáu đó ông bậy, còn Thím Sáu thì ok. Thì khi mà biết được chồng mình vậy đó, Thím mới buồn và Thím dắt con về nhà ngoại, Thím không ở với người chồng như vậy nữa. Thì cái lần đó nói chung là nó cũng đỡ đi, coi như là một cái việc tốt đi. Cái đi về thì mới tới tay cái người vợ của ông anh bói nè. Rồi bên gia đình vợ nè, người ta mới nghe tới, ủa vậy là hồi đó giờ người này người kia đồn thằng bói nó vậy vậy vậy, chứ thật ra cái này nó cũng giúp người mà giúp, chứ nó đâu phải là nó làm gì hại người ta đâu. Chẳng qua là nó biết trước thì nó nói vậy thôi. Cái mới đồng ý và hứa với nhau là thí dụ như qua khỏi cái mùa lúa đó thì sẽ cưới. Mà hồi đó thì hay có cái kiểu là ở rể. Nhưng mà do là tùy người thôi. Bên đó không có bắt anh bói ở rể, mà chấp nhận theo kiểu là ví dụ như qua mùa lúa đi. Bây giờ mới đầu mùa lúa, qua mùa lúa đi rồi có tiền rồi cưới gả. Về nhà thì ông bà hai với lại ông bảy cũng mừng, cũng nói là đâu phải là cái chuyện gì nó biết trước cũng là không tốt đâu. Cái bắn đi đâu có chừng một tháng vậy đó, thì ở trong xóm á, ở trong xóm á các bạn, nó có một người
cái người này bảo sẽ kêu là ông Tư đi. Ông Tư này ổng có một cái người vợ, và cái người vợ của ổng là sắp chết rồi, nó kiểu mà nằm thôi thớp vậy đó, chờ ngày đó. Ổng cũng 3-4 đứa con, rồi cháu này nọ cũng quay quằn bên bà Tư vậy cầu nguyện cho bà. Lúc đó là bà chưa có chết nha. Cái hôm đó thì trong nhà mới nghe, nghe là anh bối giống như anh cãi vã với ai ở phía sau hè mà ban đêm. Anh cãi anh nói là không, cái này là tôi không có nghe. Bây giờ ông nói sao tôi cũng không nghe hết trơn á. Mà anh cãi lớn quá, mọi người mới chạy ra. Ủa cái gì vậy bối? Thì thấy anh hầm hầm mới đi vô. Vô tới trong nhà rồi cái anh mới đập tay xuống bàn cái bóp. Anh nói vậy nè, anh nói tía má con vậy được không? Tự nhiên cái kêu con chỉ cho từ người ở bên nhà của ông bà Tư á. Mà chỉ sao cho bà Tư bà biết. Bà nhớ ra từ người. Con hỏi là chỉ chi? Thì ông nói là chỉ để mà bắt đi. Bắt từ người đi vậy đó. Là làm việc tốt. Tốt gì con thấy có tốt gì đâu. Ông bà hai nói ủa sao tự nhiên mà con cự cãi với ai mà ai chỉ cái gì? Thì cái ông hồi đó đó. Anh bối nói là cái ông hồi đó đó. Tức là anh nói cái ngược cái dòng con quỷ các bạn. Con quỷ đó nó nói với ảnh, nó nói bây giờ mày qua bên đó đó. Trước giờ nó làm cái này cái kia là hoàn toàn là nó che ảnh. Nó nói với ảnh là làm cái đó là cái điều tốt, mà ảnh thì cái tâm ảnh thiện. Thì vô tình cái ảnh là người bình thường thôi, nhưng mà vô tình cái mạng của ảnh á nó chỉ hợp duy nhất với cái mạng của con quỷ tinh đó. Con quỷ đó nó muốn kiếm một cái người mà hợp với nó để mà nó này nọ nghe, là cực kỳ khó luôn. Bởi vậy là ông thầy Nhất và ông thầy Tam nhìn không có ra. Nhìn không ra được. Mới hỏi kỹ ảnh coi là bây giờ cái người đó là cái người mà hồi đó hay nói với con đó. Thì lúc này ảnh tức ảnh mới cởi các bạn. Anh tức ảnh mới cởi ra. Anh nói là hồi đó đó cái vụ đằng nhà của cái bà Năm mà chết á. Rồi cái thằng Sáu mà cái thằng Bắc Hiếu á, là cũng nó bày cho con, nó chỉ cho con á, là cũng ông đó ông chỉ đó. Thì mới hỏi ông là cái vụ mà con bà của ông bà Sáu này nọ đứa cháu đó là sao. Thì lúc này anh tức anh cởi luôn. Anh nói con hứa với nó con không nói, con hứa với người cái ông đó con không nói, nhưng mà sao này con tức quá con phải nói nè. Ông nói là nói đi, nói vậy đi. Rồi là mình làm chuyện tốt đó, mình giúp người ta, đừng có theo kiểu là đừng có dùng, phải dùng cái từ sao ta, đừng có lơ đà để cho cái đứa cháu, là phải cho nhìn kỹ vô rồi bây giờ vài bữa sau phải cho nó màu mà yên mã đẹp này nọ. Cái đó là mình làm cái việc tốt. Ông nói với con vậy đó, thì con mới qua bển con nói với ông bà Sáu, mà con hứa là không có được nói ra. Ai dè đâu sau này mới biết được là nó nói như vậy các bạn, để nó điều khiển anh bói, cho anh bói qua bên đó nói cho cái gia đình người ta hoang mang. Và khi hoang mang lên rồi á, nó là quỷ mà, tâm tính của con người mà khi mà vững chắc rồi kiên cố thì nó như tường đồng vậy đó, thì nó hại không có được. Nó làm cho hoang mang giữ co rút ở trong nhà rồi không có đi ra ánh mặt trời suốt một thời gian, rồi thì cái đứa nhỏ nó cũng yếu, mà gia đình cũng yếu, nó mới nhập vô cái giấc mơ. Ông Bảy thì ông được đi đây đi đó, ông nghe nhiều biết nhiều. Khi mà ông nghe vậy, bữa đó vô tình có ông ở đó đi, ông mới nói vậy là không được rồi, vậy là thằng này là nó bị cái con quỷ nó khiến rồi, nó sai rồi. Anh bố anh cãi nó không, ông không phải quỷ đâu, ông nói chuyện con như bình thường, mà ông nói chuyện con hoài. Tức là suốt thời gian từ đó tới nay nói rất là nhiều chuyện, chứ không phải riêng vì những cái chuyện đó, nhưng mà có những chuyện anh bố anh không chịu thì anh không có đi nói. Và có những chuyện mà anh thấy tức thì anh lên anh nói. Và con tin này nó rất là khôn. Nó không có đơn giản, nó chỉ sai khiến anh làm những cái chuyện vì nó, mà nó làm những cái chuyện giống như tốt cho anh vậy đó, để cho anh tin tưởng nó. Rồi khi mà anh nói như vậy á, cái anh mới tức anh nói như vậy nè. Anh nói bây giờ qua bển nói với ông bà Tư bển đi, con cháu cẩn thận á,
là ông nói là có một ai đó là theo là từ bắt từ người, bởi vì mấy người đó tặng số rồi. Mà con nói gì mà tặng số? Người ta còn sống sờ sờ, còn khỏe mạnh, còn đi mặn với con mà mắc gì tặng số. Lúc này anh vẫn nghĩ cái người đó không phải là quỷ, mà anh chỉ nghĩ người đó là một cái người rất là giỏi, biết trước cái này cái nọ để mà chỉ dẫn anh thôi. Giống như bây giờ mình nói cái người mà giống như bị quan tưởng, nói chuyện với một cái người nào đó khuất mặt khuất mày mà không ai biết, con cái là nói quá trúng đi. Lúc này mới lo, ông bà hai mới lo. Thì nói chung con cái ai thì người đó thương, con cái ai người đó bảo vệ. Ông Bảy thì ông cũng qua ông nói, ông nói là thằng Bảy nó có nói vậy đó nha, thì coi là mọi người coi sao đó. Chứ tôi thấy là chị Tư đang nằm đó mà bây giờ tôi qua tôi nói cái này thì nó quá kỳ. Gia đình bên đó thì lúc đó người ta nghe vậy thì người ta để vậy thôi, chứ người ta cũng không có đặt tâm vào nhiều. Nhưng mà ông bà hai bên đây nè mới lật đặt đi mời cái ông thầy Nhất với ông thầy Tam về và kể cho hai ông nghe. Hai ông mới nói trời đất ơi, vỗ tay cái đạt liền. Nó cái vấn đề này hai ông không nghĩ tới, tại vì nghĩ không có cái trường hợp mà nó trùng hợp đến mức độ như vậy. Không có nghĩ đến một cái việc mà nó đơn giản như vậy luôn đó các bạn. Đôi khi người ta có suy nghĩ cái gì nó sâu xa quá mà những cái thứ đơn giản người ta lại không nghĩ tới. Với lại ông thầy Nhất và ông thầy Tam ông còn sợ cái này nè, ông sợ rằng á chắc là cái vị nào đó, cái vị thần thánh nào đó là nhờ thông qua anh Bối mà không có lựa những người khác. Và khi mà người ta nhờ như vậy đó, người ta sẽ không cho biết. Mình càng tìm hiểu thì mình càng phạm vào cái đại kỵ của người ta. Cho nên là hai ông cũng sợ. Có điều bây giờ khi mà anh Bối anh tức giận, nói chung là phải nhiều chuyện lắm anh mới giận anh làm vậy nha. Chứ không phải là cái con quỷ tinh đó nó nói với anh duy nhất cái chuyện đó mà anh giận đến mức độ như vậy. Anh mới kể cho hai ông thầy nghe. Thì hai ông thầy mới hỏi là con nhớ là lần nào mà con gặp nó thường xuyên là ở đâu. Anh Bối nói là cái ông đó ông hài rằm mà ban ngày giờ ban đêm nữa. Nhưng mà đứng thì không có gần con mà cứ nói sao là con nghe rõ hết trơn. Đó thì ông thầy Nhất và ông thầy Tam lại càng chắc chắn hơn. Lý do tại sao quỷ nó bám gần anh Bối mà nó lại không phát ra nhiều cái quỷ khí. Nó chỉ là phớt ngang một cái thôi thì ra là đứng xa. Nó đứng xa nhưng mà do mạng số của nó hợp với lại anh Bối, thành ra là nó trao đổi với anh Bối được. Anh Bối lúc này vẫn nghĩ nó là cái người. Cái thầy Nhất với thầy Tam nói là bây giờ nếu mà như vậy hai ông mới bàn với nhau là cái con quỷ này nó quá tinh rồi. Đâu có đơn giản cho mình mà bắt hay là mình dùng những trận pháp thông thường được đâu. Hai người mới về rồi mời một ông thầy nữa các bạn. Ông thầy này bảo sẽ kêu là ông thầy 10 đi. Có điều ông ơn xa, buông đi tìm ổng này nọ để về tới đây rồi đó là ít nhất cũng phải là một tuần lễ thì mới trở về được. Thì hai thầy mới dặn là nói thôi bây giờ để tôi qua bên nhà đó. Qua bên nhà bên đó, cái bà Tư này bà cũng chưa có chết nữa. Thành ra là đâu có thể nói là bây giờ nè bùa chú nè giữ đi giữ, mà cũng đâu có biết là cách hại sao đâu. Ai dè đâu các bạn. Mấy ông thầy mấy ông đi mấy cũng để bùa vậy mà gia đình ông Tư kiểu như gia đình là mỗi người mỗi cái suy nghĩ. Ông Tư này không chịu. Ông tin vô mấy chuyện đó. Ngay cả cái thời điểm mà anh Bói nói ra mấy cái chuyện gia đình ông Sáu, chuyện này chuyện kia cũng tùm lum. Ông nghe vậy thôi. Chứ ông không có để bụng. Nó thôi dẹp mấy cái đó đi, không có đem vậy chứ. Ông có tin. Lúc này là toàn tâm toàn ý ông lo cho vợ không à. Đó thì cái khi mà ông thầy Nhất với ông thầy Tam á mới đi được có một ngày là bà Tư ở đây bà mắc. Bà mắc thì qua bữa sau mới chôn cất bà đi. Đem bà ra chôn ngoài hè rồi chôn cất đàng hoàng ở trên. Rồi gia đình cũng về, con cháu nó cũng tề tụ trong nhà. Thì gồm có chú, ví dụ bà nói là chú Hai, chú Ba, chú Tư, rồi cô Năm, rồi chú Út, thí dụ vậy đi, là mấy người con, 50 con. Thì chú Út này á có vợ và cũng ở trong nhà vậy ha. Còn người thứ hai, thứ ba cũng ở gần đó, chỉ có cái người thứ năm là cái người cô gái đó
là con gái duy nhất trong gia đình đó, là mới gả chồng đi chỗ khác thôi. Ở trong nhà thì chôn cất mẹ mình xong, chú hai cũng về nhà chú hai, chú ba cũng về nhà chú ba, à, thì chú tư cũng về nhà chú tư, cũng ở cách đó chừng nửa cây số, 300 thước đảo lại hà. Cái ngày đầu tiên á, cái ngày đầu tiên nha các bạn, là cái ngày mà chôn cất xong tối đêm đó đó, bên nhà của chú thím hai á, đang ở trong nhà vợ chồng cũng mệt mỏi mấy bữa nay, từ khi mà má mình bệnh này nọ đó, ông Tư, bà Tư ở bệnh này nọ rồi cũng túc trực thường ngày ở bên bà, rồi chăm sóc cho bà, giờ bà mắc rồi cũng mệt mỏi dữ lắm. Hai vợ chồng mới ngủ sớm đi, mà trong nhà thì có đứa con nó bị khờ. Chú hai đó, chú có đứa con bị khờ, và hai đứa con khác, nhưng mà hai cái lúc mà hai cái người đó, hai đứa con nhỏ đó là mới cho về bên ngoại từ cái ngày mà bà Tư bệnh rồi. Chỉ còn người con khờ này lúc nào phải túc trực. Cái tối chú thím hai ngủ trong nhà, cái anh khờ này nè, anh cũng ngủ chung cái buồng, nhưng mà làm hai cái giường để cho anh nằm. Cái tới tối đó anh mới nghe kêu anh đi, anh mới lồm cồm ngồi dậy, anh mới đi ra ngoài, là cái con quỷ nó kêu anh á. Thì anh mới đi ra ngoài, anh mới thấy là bà nội mình đứng khóc, mà phía sau lưng bà nội mình có cái bóng, mà nó giống như là anh không có nghe, anh không có nghe là cái người ở phía sau nói cái gì, nhưng mà bà nội thì kiểu bà khóc, bà khóc mà bà ghì cái tay bà xuống vậy nè bà, giống như là bà không có chỉ, cái con quỷ nó kêu bà chỉ, giống như cái kiểu mà người ta nói là trùng tan á các bạn, chỉ bắt con cháu từ từ. Thì cái này nó không có đến độ như trùng tan, trùng tan là nó cũng cần thời gian này nọ mới chỉ bắt con cháu này nọ, nhưng mà cái con tinh này á, nó mới giữ cái hồn của bà Tư, mà nó kêu bà chỉ để cho nó ép bà phải cho nó, cho từ đứa nó bắt đi, bà mới không chịu. Đương nhiên bà không chịu, bà sẽ bị nó hành hạ đau đớn này nọ. Con cái bà ghì cái tay xuống vậy, bà khóc quá trời luôn. Mà cái anh khờ này anh thấy bà nội mình khóc, anh mới chạy vô trong nhà. May mắn là anh chạy trong nhà. Anh chạy vô trong nhà, anh nói ba mẹ ơi, bà nội bị ai làm gì khóc ngoài trước kìa. Đó. Chú hai á, ổng mới nghe nói vậy đi, ổng mới kêu vợ, ổng mới giữ con, ổng mới chạy ra ngoài. Ổng chạy ra ngoài thì ổng thấy rõ ràng cũng y chang như cái lời con mình nó nói vậy đó. Ổng mới thấy là bà run run cái tay, bà không có muốn chỉ, nhưng mà không biết vì cái gì bà chịu không nổi đi, bà mới đưa tay bà chỉ lên, mà cái mặt bà khóc, bà chỉ vô chú hai á. Chú hai chú giật mình, chú thấy là chú không thấy cái bóng sau lưng, chú thấy của mình mẹ mình à. Chú mới chạy ra, chú nói mẹ ơi, thì bà cứ liên tục con, giống như cái miệng mà kêu con ơi á, nhưng mà không phát ra cái tiếng, mà xô cái tay vậy nè, rồi hồi bà mất tiêu. Chú mới la dậy lên, là sớm chờm ta chạy qua ta hỏi, chú mới kể, chú cởi ra tường tặng cái việc đó. Đến sáng ngày hôm sau á, thì mọi người mới đồn, mới nói với nhau là bà Tư bà dời mà theo cái kiểu cử chỉ mà thằng hai nó kể như vậy đó. Thì tới tay của ông Bảy đi, ông Bảy thì do ông đi đây đó nhiều, ông có kinh nghiệm, ông nói cái gì, ông mới chạy về ông hỏi thằng, ông hỏi cháu, là tức là ông hỏi anh Bói á, Bói, bữa đó mày nói như vậy đó. Là cái người đó là kêu mày đi qua bển để nói với cái mọi người là sao mày nhớ kỹ không, bữa đó tao thấy ông thầy Nhất với ông thầy Tam hỏi mày mà mày chưa có nói hết, cái thuyết phục cũng lâu lắm nghe. Thì anh Bói mới nói, anh nói là nó nhờ con á, là đi qua rồi chỉ nói với ông Tư á, là phải tin tưởng bà Tư, rồi phải khuyên bà Tư là chờ coi là có ai thì cứ chỉ, ai nói cái gì dán mà nghe để cho khỏi đau đớn. Thì nó nói với con á, là phải qua bển nói như vậy để cho cái gia, bà Tư không có bị đau đớn, rồi con cái của bà sắp tới số hết trơn rồi, chỉ là giúp cho thuận tiện đi thôi cho khỏi có đau lòng về sau. Mà con thấy không phải vậy, tại vì anh hai, anh ba, anh Tư này nọ cũng đi mằng chung với con thấy mà. Ông Bảy ông mới nói ơi mày, hồi tối đêm hôm thằng hai nó thấy cái cảnh tượng vậy đó, nó thấy bây giờ bà chỉ. Cái ủa bà chỉ hả chú Bảy? Ừ, nó kể như vậy đó mày. Anh Bói á,
anh mới dòm ra ngoài kia, giống như đứng ngoài kia vậy đó, nó hợp với anh. Anh thấy nó giống như đó vợ cho anh thấy là bây giờ dù nó không muốn anh cũng thấy đi. Em mới chạy ra nói kìa, ông đứng đó kìa, mà hình như ông ở sau lưng ông ai nữa kìa. Bà Tư ở sau các bạn. Ông Bảy thấy kỳ rồi, ông mới nói với lại ông bà Hai á, bây giờ giữ nó trong nhà nghe, không cho đi ra nghe, không cho anh Bói đi ra, giữ anh Bói trong nhà. Ông Bảy mới chạy qua bên nhà của ông Tư á, mới cởi ông đang nghe gì chưa, bà con hàng xóm đang đồn đó, thì tôi cởi là tôi nghi ngờ là giống như kiểu là cái con tin đó, nó bắt bà Tư phải chỉ con cháu cho nó bắt, giống như cái kiểu mà con Hai, vợ của thằng Hai, dâu của anh Sáu đó, là nó nói trong giấc mơ nó xin. Mà còn cái này á, là làm như nó ép. Cái ông Tư thì ông nghe vậy á, nói nào ngay ông cũng chưa 100% tin đâu. Nhưng mà do cái lời nói ra từ ông Bảy, mà ông biết rõ cái tính ông Bảy, hồi nào giờ cũng giống như cái tính của ông, cũng ít có tin cái việc tâm linh lắm. Tin theo kiểu mà đáng tin thì tin thôi, chứ còn mà cái việc mà nó quá huyền hoặc như vậy thì không có tin. Mà bây giờ chính ông Bảy lại nói ra những cái điều đó. Ông Tư ông thấy như vậy, ông mới để tôi nói với thằng Hai coi bạn tính làm sao. Ta nói ở đây nói chuyện chắc chưa các bạn. Là đang nói chuyện như vậy thím Hai mới chạy qua. Chạy qua mới khóc, ta nói xỉu lên xỉu xuống, nói là chồng con không biết làm sao, ông nói ông mệt, ông vô buồn nằm ngủ. Tới chừng con vô ông cứng đơ ông chết queo rồi. Sớm chồm tao quảng hồn quảng vía mới chạy qua thì chết rồi các bạn. Là mới có đầu cái ngày thứ hai khi mà ông thầy Nhất và ông thầy Tam đi thôi. Là chết hết chú Hai rồi. Thì cũng tối cái đêm đó mọi người mới xúm xích bên gia đình của chú thứ hai mà. Nó chung chôn trong ngày luôn. Ông Bảy nói là phải chôn liền. Chôn nghe. Rồi con cái này nọ là không có than khóc, không có kêu tên nghe. Ta nói trong sớm cái này quảng rồi. Người nào người nấy là muốn sợ rồi. Thì tối đêm đó đi, mới trong nhà đang ngồi yên vậy đó, thì thím Hai thím mới nghe cái tiếng chồng mình khóc. Chồng mình khóc. Rồi mới định là đi ra. Nhưng mà mai lúc đó đông người, mà ai cũng để ý chứ á, cho nên là họ thấy cái biểu hiện lạ. Họ mới nói là con Hai mày đi đâu vậy. Ông Tư cũng la hỏi con Hai đi đâu vậy. Con nghe tiếng anh khóc ở ngoài tí ơi. Đi vô, không cho đi ra. Không cho đi ra các bạn. Cái đến tối thím mệt quá thím ngủ đi. Thím ngủ trong mơ thì thím mới thấy là thím đang đi ở ngoài đường. Thím đi ngoài đường á, ta chịu thím buồn rầu, thím đi lang thang ngoài đường. Cái thím mới thấy là ở trong xóm cái gì đó mà bu đông quá đi. Thím mới lợi thím coi. Thím lợi thím coi thì thím thấy là những gương mặt đó là mình không có quen, nhưng mà họ đang bu lại giống như bây giờ mà mình coi, mình thấy người ta đánh lộn đánh lạo mà xúm nhau lại coi vậy đó. Thì thím mới lợi thím coi cái vụ gì. Khi mà thím đi lợi á thì thím mới thấy là quá trời người luôn. Quá trời người bu vô. Ta nói người thì đánh, người thì đấm, rất là dã man. Một cái người nào ở giữa đó. Cái dùm kỹ lại thím thấy cái người đó là chồng mình, là chú Hai. Là chú Hai nha. Thím quảng lên thím mới tính định nhào vô tiếp chồng mình. Đó là cũng trong giấc mơ mà chưa có nhớ là chồng mình chết, mà chỉ biết là mình buồn rồi mình đi lang thang vậy thôi. Thì có một người mới nắm cái tay của thím ghi lại. Nó ghi lại, nó nói là mày muốn cứu chồng mày không. Thì thím mới gian sinh nghe cái tiếng đàn ông mà, cho nên nói ông ơi em cứu chồng con buông tôi ra, tôi cứu chồng tôi. Mày muốn cứu chồng mày phải không, thì giờ mày cho tao đứa đi, cho tao đứa khác tao cứu chồng mày. Cho gì cho ông mà cho cái gì. Mày cho tao thằng nhỏ khờ khờ đi, rồi mày cứu chồng mày. Nhưng mà thím Hai thì đỡ một cái là cái vía thím khôn. Trước đó thím nghe cái chuyện của con dâu ông Sáu á, là thím đã đặt lòng mình rồi, là cỡ nào cũng vậy. Cái thím nói không, tôi không cho. Thím mới nghĩ là đây nó giống như cái gì đó, thím muốn bỏ chạy. Thím muốn bỏ chạy, thì khi mà thím chạy ra thì cái người đó cũng không có giữ thím. Nhưng mà thím thấy cái hình ảnh là chồng của mình là đang bị hành hạ, nó máu me đầy người hết trơn. Thím xót lòng lắm. Nhưng mà lúc đó thím nghe là cái tiếng kêu á. Em chạy em ơi, không phải anh đâu, em chạy đi. Nghe rõ ràng cái tiếng chồng mình là em ơi em chạy đi, không phải anh, em chạy đi. Thì thím mới ráng
thím ráng, thím gầm lại, thím bỏ, thím chạy. Thím bỏ, thím chạy. Thím chạy, 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 chạy. Vậy mà đến khi mà thím tỉnh dậy rồi đó, mồ hôi mà cơi nó đầy hết trơn, thím la lên quá trời, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Thì cha mẹ mới vô, mới coi coi là sao, này nọ, thím mới kể. Ta nói nghe, kể rồi á, kể như là không ai dám ngủ nghề gì cả. Tại vì cái con quỷ này nó giỏi làm sao mà tới cái mức độ mà nó vào trong giấc mơ. Lúc thì nó xin, lúc thì nó ép. Cái... Nhưng mà cái gì cũng vậy các bạn. Cái việc ác á, khi mà nó diễn ra ở đâu á, thì lúc đó cũng có những thứ khắc chế được nó. Bởi vì nó không có thể một mực nó bắt người. Ta nói trong cái gia đình của ông Tư này nè, giống như cái thời vặn cái con quỷ này là đến cái lúc nó trả giá nè. Thì tự có một cái người như chú Ba, ông có một cái người anh em kết nghĩa, mà cái người này ở đâu tuốt vùng sâu vùng xa trong mà mấy khu mà rực mà người ta sống trên núi á. Và lâu có cơ duyên gặp rồi kết nghĩa với nhau và lâu lắm mới thấy đi. Đợt đó thì mẹ của chú Ba mất, là bà Tư mất á. Thì cái người này không biết sao mà giỏi nha. Biết được. Tự động đi lên. Đó, cái người bạn của chú Ba, cái người này á các bạn, là giống như là con của một cái người ở trong cái bản làng, nhưng mà cái người đó là cái người mà thuộc cái dạng ra bùa phép giỏi á. Con duy nhất, tuy là không theo nghiệp nhưng mà biết rất là nhiều. Và có giống như có việc tâm linh bùa chú này nọ đó, thì mới thương bạn đi, thương cái người kết nghĩa với mình đó, mới cho một cái vong. Theo cái kiểu là cứ cái vong này cứ 3 năm đi theo chú Ba bảo vệ. Thì cái đêm đó đó, cái con quỷ á, nó mới dắt là bà Tư rồi chú Hai về để chỉ chú Ba cho nó bắt. Nhưng mà chú Hai với bà Tư là không có chịu chỉ, đau đớn cỡ nào không có chịu chỉ. Với lại là cái vong mà nó bảo vệ chú Ba đó, là nó làm không lợi đi, cho nên là nó mới về nó báo. Mà vong mà họ đi mây về gió này nọ cho nên họ báo được. Thì lật đật cái người đó mới chạy lên. Đến cái ngày mà bà Tư mất thứ năm á, là anh lên tới rồi. Anh lên tới anh mới nói, anh nói là mày á, mày là bị một cái con quỷ quỷ trùng. Con quỷ trùng này nó tinh dữ lắm. Nó ép mẹ mày với anh mày là bắt mày. Ủa sao mà anh biết? Thì tôi kết nghĩa anh em với em với anh, nhưng mà tôi đâu có biết anh bùa chú gì đâu, mà sao mà anh biết cái điều đó? Anh nói là tao thấy mày hiền, cho nên là tao không muốn nói nhiều, nhưng mà tao có nhờ cái vong nó theo nó bảo vệ mày, nó báo cho tao biết. Thì chú Ba mới nói bây giờ làm sao? Thì nhờ cái người này các bạn, mới ở lại và chỉ dẫn cho gia đình ông Tư. Con cháu này nọ làm theo cách này cách kia để bảo đảm trong vòng mấy cái đó. Cái người này không có đủ sức mà chỉ con quỷ trùng ở đâu. Nhưng mà nghe kể lại là có mời ông thầy khác tới nó. Ông nói thì để về nhờ cái người đó về, nhưng mà tôi chỉ giữ được cái an toàn cho mọi người ở trong cái thời gian này thôi. Thì quả thật như vậy, đến khi cái ngày thứ 7, thứ 8 gì đó, là ông thầy Nhất, ông thầy Tam mới mời được ông thầy 10 về. Mà ông thầy 10 này ông nói là chú Phóc. Ông mới đi lại cái chỗ của anh Bói á. Ông mới nói là để mày đưa tao coi coi. Ông coi rồi ông tri ra ông biết. Ông nói đúng rồi, thằng này á, nó như người bình thường thôi à. Nhưng mạng số nó là giống như á, nếu mà bình thường mà không có sự tác động của con quỷ đó, là cỡ như cả đời nó chưa chắc nó gặp được cái vong đó. Bởi vậy mấy ông coi ngày, coi tháng, coi tuổi, nói gì không có ra cái ngày nào hết trơn. Coi mới ra đâu. Rồi cái mạng của con quỷ đó hồi đó nó cũng y chang như cái mạng thằng này nè. Bởi vậy nó mới hợp. Trước khi mà nó còn sống á, khi nó chết rồi á, nó tìm không ra cái người, tuy là nó rất là mạnh rồi, nhưng mà nó tìm không ra cái người để giúp nó. Mà cái mạng số nó mà nó muốn bắt người này nọ là nó phải cần một người như là thằng Bói. Thì mọi người mới hiểu. Và ông giải thích thêm, ông nói là ông hỏi, nói chung là nó rắc rối, nó rườm rà lắm. Ông hỏi thì anh Bói lúc này mới nói từ ra, mà cũng như do có ông á, giờ ông giải đi cái giống như cái quỷ thuật gì của con quỷ đó. Thì tóm gọn lại là mọi người biết á, là cái con quỷ này nó mới nhờ anh Bói. Bởi vì chính anh Bói là cái người mà
gần như là trong vạn người mới có một người hợp với nó vậy đó. Nó mới nhờ ảnh và nó nói với ảnh là toàn là điều tốt không à. Giống như những cái việc đó là nó báo trước cho anh vậy, nhưng nó giúp chứ thật ra là anh bảo anh không biết, anh tưởng đó là giúp người ta. Cái mạng này á, cái mạng này với lại con quỷ nó không hại anh bối được. Cho nên là cái lúc mà anh bối tức giận này nói rồi kháng cự là đó, nó không làm được gì anh bối chứ. Bởi suốt cái thời gian dài anh bối không bị ảnh hưởng gì từ nó. Còn cái nó làm cho anh bối giống như là nó mình nói câu cho dễ hiểu, giống như thao túng tâm lý anh bối làm mấy cái chuyện đó để cho người ta sợ, người ta hoảng loạn này nọ lên, rồi tâm trí người ta không vững, hồn vía người ta yếu, thì nó mới vô nó bắt. Mà nó nói ra mấy cái chuyện đó, kể như anh bối trong đầu anh chỉ biết là mấy chuyện này chuyện tốt, chuyện này báo trước cho người ta chứ không phải là chuyện xấu. Anh bị như vậy đó. Cái ông thầy Mười này á, ông mới đi qua nhà của ông Tư, thì ông mới con quỷ này nọ kỹ lưỡng hết trơn á, ông mới biết. Ông nói con quỷ này cái kiểu giống như nó tựa như quỷ trùng vậy đó, trùng tan á các bạn. Nhưng mà nó đáng sợ hơn cái trùng tan nhiều. Trùng tan giống như là một năm hay gì này nó bắt ngự, còn con quỷ này nó bắt bằng được, chỉ cần mà yếu là nó nhào vô nó bắt, nó nhờ cậy nó vô nó làm cái này làm cái kia để nó bắt hồn người ta. Do là nó bắt được cái hồn của đứa nhỏ đó, nó mạnh lên đó. Thì ông mới nói là cũng may là cái bà Tư á, với lại chú Hai á, bà Tư thì nói chung nó không có muốn chỉ chú Hai đâu. Con cái này là cái kiểu giống như bà chịu không nổi rồi bà buộc lòng á các bạn, không trách bà được. Nhưng mà khi có chú Hai rồi, có cái người bên cạnh mình, con mình này nọ, mẹ ơi đừng có như vậy, em út chết tội nghiệp em. Rồi cái động lực có, cho nên là hai má con ráng chịu. Thì nó biết là không có chỉ được nữa rồi. Và khi mà nó chỉ chú Ba thì lại có một cái dòng khác, cái dòng của một cái người kết nghĩa giống như người ta làm ở hiền, người ta gặp lành. Bởi vì khi mà người ta gặp nạn có quý nhân người ta giúp đỡ. Cái mới chỉ ra những cái đó rồi mới lợi cảm ơn cái người mà anh kết nghĩa của chú Ba đó, cũng nhờ người này nó giữ nè, chứ không thôi là còn chết nữa, cái gia đình này còn chết nữa. Tại vì cái gia đình này cái kiểu là ông coi ông nói là trong cái thời gian sắp tới là cũng như là có tan sự tan gia đó, thì với lại cái vận của cái nhà này đang cái lúc đi xuống, cho nên là nó mới bám theo nó hành vậy được. Con cái may mắn là gia đình giống như sống cũng có nhân có đức đó, thì vô tình chú Ba này ổng có quen một người, thì cái người đó mới thương ổng rồi mới kết nghĩa với ổng này nọ, có tâm giúp ổng không à, thì cuối cùng mới bảo vệ được đó. Thì ông thầy Nhất, ông thầy Tam và ông thầy mười này ổng giỏi, ổng mới chi, ổng chi ổng biết là cái sự giàn buộc với lại anh bối nè, ổng mới chi từ cái chỗ anh bối á, làm bùa. Thì cuối cùng đầu óc của anh bối nó bị giãn ra, nó bị nở, giống như nó nở nang ra, nó không còn bị u tối như cái lúc mà nó che mắt anh nữa. Thì anh mới sực nhớ là cái lúc mà anh gặp nó đó, là nó hay dụ anh ra cái chỗ đó như vậy. Thì cái chỗ đó nằm sâu ở trong, phía trong đồng, mà sâu vô cái khu mà chỗ đó cây cỏ rồi nhiều quá. Nó nằm ở trong đó đó các bạn, nó nằm dưới cái tảng đá lớn. Rồi ông mới biết được cái chỗ nó trong đó. Rồi ba ông thầy đó mà do là lúc trước không rành thôi, nhưng mà biết cái chỗ rồi đó thì đâu có thoát khỏi ổng. Ông bài chặn, ông bắt nhốt luôn. Rồi ông đem đi lên chỗ nào đó, ông đem đi chứ không có để đó. Bắt đi luôn. Thì từ đó bà con trong xóm mới là hết gặp những cái chuyện tâm linh nó rùng rợn, và thêm vào anh bối nó cũng không có gặp những cái chuyện đó nữa. Còn cái là sau này nghe nó có một vài năm á, anh bố cũng có vợ này nọ rồi, cái ông thầy đó ông về ông nói hồi đó là sớm này cũng có một cái người giống như xa xưa về thời điểm trước á, cũng ác lắm. Và cái dông này là cái dông mà bị hại rồi, nó tích tụ này nọ, nó thành quỷ. Con cái là cái người đó còn độc nữa, mới thuê một cái người thầy bùa thầy pháp gì đó về mới trắng ở dưới đó mà cái kiểu như là ác đó, trắng cái điều bùa chú đầu nó độc, nó ác không à. Cho nên là cái dông đó nó hẳn, và nó chỉ biết là phải làm cách nào để khi mà nó thoát ra được là nó phải trả thù hết mọi người trong đây. Nhưng mà do cái mạng số của nó đặc biệt và nó bị trắng nữa, cho nên là nó không dễ dàng để có thể
vào một cái xác nào đó, nó khó khăn lắm. Thành ra là nó tìm được anh Bối, và cái mạng số của nó không hại được anh Bối đâu. Và từ đó nó theo anh Bối, nó chỉ dẫn cho anh Bối, mà anh Bối cứ tưởng đâu là những cái việc mình làm là việc tốt, mà không ngờ là bị cái con quỷ đó nó che. Thì đương nhiên có những lúc nó chỉ ra những cái tốt, tại vì nó bị trắng nó quá lâu rồi, nó thành tinh rồi, bởi vậy nó biết được. Rồi nó che đậy anh Bối. Rồi thì cái câu chuyện xa xưa này nói chung nó không có ly kỳ hấp dẫn quá nhiều so với cái câu chuyện trước hết các bạn, nhưng mà nó so với cái mức độ rùng rợn á, là Bảo thấy không có thua. Và bởi vậy người ta nói hồi trước á, cái thời buổi mà ma quỷ nhiều thì cái chuyện tâm linh gì nó cũng có hết. Rồi câu chuyện đó là kết thúc. Bảo xin chào, hẹn gặp lại, chúc mọi người có một đêm ngon giấc.